Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2751, cầu ngươi thu ta đi. 2. Không biết qua bao lâu, lôi đỉnh giống như trước đây, tan vỡ mà chạy, thu đám người phân thân về chữ vật giới chỉ, Trương Huyền tinh thần nội thị, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Phu hồn thành công đạt đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, thân thể cũng đột phá thánh khí thượng phẩm ràng buộc, có thể so với nửa bước thánh khí tuyệt phẩm. Loại thân thể này, coi như đứng tại chỗ, để thánh vực thất trọng dùng hết toàn lực tấn công, cũng không đả thương được mảy may. Có thể nói, đã là binh khí hình người. Hình như thai độc bị áp chế lợi hại hơn. Thực lực tăng thêm, cũng không phải là cao hứng nhất, để cho hắn hưng phấn là, kèm theo hấp thu lôi đình càng ngày càng nhiều, tiên thiên thai độc bị áp chế càng thêm lợi hại, co quắp tại một chỗ, dường như động cũng không dám động. Xem ra lôi đình đối với ta xác thực trợ giúp cực lớn, về sau tìm thêm. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Trương Huyền cúi đầu nhìn xuống dưới, mí mắt đột nhiên co lại. Chỉ thấy khu vực khách quý của Trương gia đã không có mấy chỗ hoàn hảo, lôi đình trước mắt, tuy hắn xông vào hấp thu ngăn trở, uy lực vẫn quá lớn, những kiến trúc này, vốn có chút cũ kỹ, đã không chịu nổi. Nhìn thấy sắc mặt đám người Trương Vô Trần không tốt, khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Hắn mặt mỏng, lần đầu tiên tới, liền để nhà người ta biến thành như vậy, nói thật, ở sâu trong nội tâm vẫn là rất thoải mái, làm ra động tĩnh lớn như vậy, coi như tiểu thiên tài không xuất hiện, cha của hắn. Vị hưng kiếm thánh kia hẳn là đi ra a. Cảm ơn Trương sư loại bỏ lôi kiếp, nếu không, Trương gia tổn thất sẽ càng lớn. Thấy ra mặt hắn run rẩy, nhìn không ra là muốn khóc, hay là buồn cười, sắc mặt Trương Vô Trần tái xanh, cố nén tức giận, cuối cùng vẫn ôm quyền. Mặc dù lôi kiếp này là vị trước mắt dẫn tới, nhưng cũng là vì thuần phục kỳ lân thú, lúc ấy thấy được, không có ngăn cản, chính hắn cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh. May mắn là giải quyết, nếu không hậu quả khó mà lường được, không chỉ khu vực khách quý bị hủy, cơ nghiệp Trương gia khẳng định cũng sẽ bị hủy diệt một bộ phận lớn. Có thể làm được bước này, đã coi như thiệt hại nhỏ nhất. Chuyện này, đều từ ngươi mà lên, Trương Giang, lập tức trở về trong tộc tiếp nhận trừng phạt, không có mệnh lệnh, không cho phép đi ra. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Trương Giang, Trương Vô Trần quát tháo. Vâng, nắm đấm siết chặt, vẻ mặt Trương Giang lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Để cho ta tiếp nhận trừng phạt, ta không một câu oán hận nào, bất quá. Ta cùng Trương sư tỷ thí, còn không có kết thúc, mong tam trưởng lão cho thời gian, chờ ra kết quả, bất kể thắng thua, ta đều sẽ đi Bình Pháp Điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai bên muốn tỉ thí thuần thú, bây giờ còn chưa ra kết quả, trực tiếp bị trừng phạt, thực sự không có cam lòng. Kết quả? Trương Vô Trần cau mày. Vâng, ta cùng Trương sư cá cược, trong 3 ngày, ai cùng kỳ lân thú độ thân thiện cao, người đó liền chiến thắng, có điều, xem nó một bộ hận không thể đồng quy vu tận, kết quả hẳn là không cần 3 ngày liền có thể rõ ràng. Trương Giang vội nói. Dùng kế mưu hạ độc thánh thú, chỉ điều này, liền phạm vào đại húy kỵ của thuần thú, nếu như thánh thú dễ dàng thần phục như vậy, nghề nghiệp thuần thú sư cũng sẽ không cần tồn tại, tất cả đều biến thành độc sư. Thánh thú giống như người, có sự kiêu ngạo của mình, cần chân tâm thật ý công nhận, mới xem như chân chính thần phục, hạ độc, chơi thủ đoạn. Những thứ này đều không được. Đặc biệt là loại thánh thú tính tình thô bạo như hỏa diễm kỳ lân thú, cố ý thiết kế hại nó, không chỉ không có độ thân thiện, còn có thể càng ngày càng căm hận, còn muốn thuần phục, liền không có bất cứ cơ hội nào. Nghe được hai người đối thoại, Trương Huyền mang theo xấu hổ. Trợ giúp thanh long thú đột phá, vốn cho rằng có thể đưa đến tác dụng chấn nhiếp, để hắn thần phục, nhìn thấy cái tên này cuối cùng cố ý thu hút lôi kiếp, có lẽ giống như vị trước mắt đoán, muốn thuần phục, khó khăn. Được rồi, ta nhận. Lắc đầu, Trương Huyền đang muốn mở miệng nhận thua, đột nhiên cảm thấy trên đùi hừng hực. Ngay sau đó nhìn thấy hỏa diễm kỳ lân thú chẳng biết lúc nào nằm ở trước mặt, le lưỡi ra, vẻ mặt thành kính cùng cung kính. Chủ nhân, cầu ngươi thu ta đi. Chương 2752, sư phụ ngươi ở đây. 1. A. Thân thể Trương Giang cứng đờ. Đám người Trương Vô Trần cũng hai mặt nhìn nhau. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn hô to kỳ lân huyết mạch không được sỉ nhục, hận không thể tươi sống bóp chết vị trước mắt này. Làm sao thời gian nháy mắt, nằm dạp trên mặt đất, không có tôn nghiêm như vậy. Trương Huyền cũng có chút sững sờ, gãi đầu một cái, xác nhận cái tên này, quả thực là gia hỏa vừa rồi kia, lúc này mới nhìn lại.
khẳng định muốn nhận ta làm chủ. Vâng, chỉ cần chủ nhân dặn dò, bảo ta đi hướng đông, tuyệt không đi hướng tây. Hỏa diễm kỳ lân thú vội vàng gật đầu, như sợ người trước mắt này nuốt lời. Tốt, mới vừa đáp ứng, Trương Huyền liền thấy một giọt huyết dịch ẩn chứa linh hồn bay tới, rơi vào mi tâm, nhẹ nhàng chui vào. Tiếp nhận đối phương nhận chủ, thời gian nháy mắt, liền hiểu ý nghĩ của đối phương. Dựa theo tình huống bình thường, đối phương quả thực là không nguyện ý thần phục, nhưng nhìn thấy hắn xông vào lôi kiếp, để người sau sợ hãi chạy trốn, lúc này mới thay đổi chủ ý. Thánh thú, nguyên thần không có cường đại như nhân loại, lo lắng nhất là lôi đình, hắn có thể tùy tiện đuổi đi, để đột phá không chướng ngại chút nào, làm thú sủng cũng không có gì. Huống chi, đối phương tùy tiện để thanh long thú đột phá, để hắn đột phá, cũng nhất định không khó. Ta không tin. Thấy kỳ lân thú thành công nhận chủ, thân thể vụt qua, vẻ mặt Trương Giang trở nên trắng bệch, từ không trung rơi xuống một đoạn dài. Đây chính là thánh thú ngay cả gia chủ cũng không thể thuần phục, ngắn ngủi không tới 20 phút, bị đối phương nhẹ nhõm thuần phục. Vừa rồi không còn muốn giết hắn, hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ a. Làm sao thời gian ngắn như vậy, liền thay đổi thái độ. Ngươi có biết, thay đổi thái độ như vậy, ta cùng đối phương đánh cược, không chỉ thua nát bét. Tộc trưởng trở về, khẳng định cũng sẽ nổi trận lôi đình. Đây là hắn hao tốn vô số đại giới mới bắt được, lại chắp tay đưa người. Phốc, hơi đỏ mặt, một hơi không đi lên, máu tươi phun ra. Ngươi là kỳ lân thú, người mang kỳ lân huyết mạch. Nhịn không được cắn răng. Kỳ lân thú lại như thế nào? Trương sư, còn trẻ anh tài, khiêm tốn kín đáo, ta cam nguyện thần phục. Sau khi nhận chủ, vẻ mặt hỏa diễm kỳ lân thú kiêu ngạo nhìn qua. Ngươi! Trương Giang lần nữa lung lay một chút. Tôn nghiêm đâu? Mặt mũi đâu? Trước đó nghe nói muốn thần phục, huyên náo kinh thiên động địa, hận không thể tại chỗ chết đi, hiện tại bộ dáng này. Ngươi không phải bị đối phương đổi linh hồn chứ? Ngươi đã nhận ta làm chủ, thân là chủ nhân, lễ gặp mặt không có khả năng ít. Lười cùng Trương Giang nói nhảm, Trương Huyền mỉm cười, búng tay một cái. Kỳ lân thú mặt mũi mong đợi, đang muốn nhìn xem chủ nhân muốn cho nó lễ vật gì, ngay sau đó liền cảm thấy trong cơ thể một hồi cực nóng từ trong đan điền tuôn ra, huyết mạch toàn thân trước đó ràng buộc không thông suốt, ở dưới một cỗ chân khí trùng kích, lập tức mở ra. Đây là, kịch độc trước đó. Con mắt trợn tròn, kỳ lân thú tràn đầy khó tin. Loại cảm giác này, nó rất rõ ràng, chính là kịch độc trước đó ở trong người tuần hoàn, làm sao thời gian nháy mắt, biến thành quét sạch ràng buộc. Xung kích cảnh giới cao hơn. Kịch độc biến thành thuốc bổ, này coi như là danh sư cửu tinh cũng làm không được. Kỳ lân thú kích động không ngừng run rẩy. Giờ khắc này triệt để rõ ràng, vừa rồi lựa chọn là sáng suốt cỡ nào. Vốn cho rằng đối phương chỉ có thể đuổi đi lôi kiếp, nằm mộng cũng nghĩ không ra, còn có loại năng lực này. Nó ẩn chứa kỳ lân huyết mạch, trời sinh mạnh mẽ, nhưng mà hỏa diễm quá mức hung mãnh, khó mà khống chế, trong cơ thể rất nhiều kinh mạch thật nhỏ rất khó tu luyện. Nguyên nhân chính là như vậy, tiến bộ rất chậm, chỗ chân khí trong cơ thể đến, tai họa ngầm cùng ràng buộc trước đó toàn bộ loại bỏ. Trong nháy mắt, cảm thấy lực lượng áp chế ở trong cơ thể thật lâu, dục ra dục dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Chương 2753, sư phụ ngươi ở đây. 2. Chủ nhân. Nhanh đột phá, chớ lãng phí cơ hội. Trương Huyền thản nhiên. Vâng. Biết giờ phút này không phải thời điểm cảm kích. Kỳ lân thú nhắm mắt lại, điều động lực lượng trong cơ thể. Ầm ầm, thời gian nháy mắt, uy áp to lớn cuốn tới, một cỗ lực lượng vô địch tràn ngập toàn thân. Nó, cũng muốn đột phá. Trương Vô Trần biến sắc, sắp khóc lên. Trương sư, mời dẫn nó rời đi nơi này, Trương gia. Thật không chịu được lôi kiếp nữa, ta đại biểu bọn họ nhận thua. Vừa rồi thanh long thú đột phá, liền làm cho toàn bộ phòng khách sắp biến thành phế tích. Cái tên này lại đột phá mà nói, chỉ sợ Trương gia không cần tồn tại. Ây, không cần lo lắng, nó chỉ là đột phá thánh vực cửu trọng hậu kỳ, sẽ không dẫn tới lôi kiếp. Trương Huyền xấu hổ. Đối phương nhận chủ, cũng biết tu vi cùng thực lực chính xác, thánh vực cửu trọng vũ không cảnh hậu kỳ. Giờ phút này mượn nhờ chân khí của hắn, nhiều nhất xung kích đỉnh phong mà thôi. Loại tiểu cấp bậc này tăng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, là sẽ không xuất hiện lôi kiếp. Không xuất hiện lôi kiếp là tốt rồi. Nhìn kỹ lại, Trương Vô Trần xác nhận đẳng cấp lực lượng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khẩn trương thái quá, đối phương nói chuyện giờ mới hiểu được.
Loại đột phá tiểu cấp bậc này, quả thực không có lôi kiếp. Nói thật, mình đã bị cái tên này dọa sợ, có chút sợ bóng sợ gió. Thánh vực cửu trọng, mỗi một tiểu cấp bậc, cũng khó như lên trời, không biết Trương Sư làm sao để nó dễ dàng đột phá như vậy. Trầm tĩnh lại, mang theo nghi ngờ. Để địa ngục thanh long thú đột phá, có thể nói là vận khí tốt, hoặc là tích lũy hùng hậu, biết rõ thú sủng rất nhiều. Hiện tại vị này vừa mới thần phục, còn không có tiếp xúc, cũng đột phá. Đến cùng làm sao làm được? Thật muốn có loại bản lĩnh này, thuần phục thánh thú, còn không giống như đi chơi. Cái này, vận may đi, kỳ lân thú cũng tích lũy đủ rồi, ta vừa vặn sử dụng chút thủ đoạn mới thành công, đổi lại thánh thú khác, không dễ dàng như vậy. Trương Huyền nói, sự tình thiên đạo chân khí, khẳng định không thể nói, nếu không, phiền phức càng lớn, cho nên lúc này vẫn phải khiêm tốn chút, đừng quá mức khoa trương. Là ta lỗ mãng. Thấy đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo, Trương Vô Trần biết chắc dính dáng bí mật, lúc này ôm quyền, ngẩng đầu nhìn qua, mỉm cười. Ta từ Thánh Tử Điện nhận được tin tức, lão sư của Trương Sư, là Dương Huyền Dương Sư A. Không sai, gia sư Dương Huyền. Trương Huyền gật đầu. Dương Sư còn phải cõng cái nồi này, nếu không, trẻ tuổi liền có nhiều bản lĩnh như vậy, rất dễ dàng bị chộp tới làm chuột bạch. Dù sao Hồ Nhất Phi không ở đây, nơi này cũng không phải tổng bộ danh sư đường, Thánh Tử Điện cũng không có điều tra ra, đối phương khẳng định cũng sẽ không nghi ngờ. Khó trách. Nhẹ gật đầu, Trương Vô Trần mang theo nghi ngờ nhìn qua. Không biết Trương Sư có biết hiện tại Dương Sư ở nơi nào không? Gia sư từ trước tới nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hành tung phiêu hốt, ta cũng không biết. Trương Huyền vội nói. Trương Vô Trần sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được, vì sao đối phương đến Trương gia, nhưng không đi tìm lão sư, mà là ở nơi này trắng trợn phá hư, nguyên lai cũng không biết lão sư của mình ở đây. Ha ha, lần này ngươi xem như tới đúng dịp, Dương sư vừa vặn ở Trương gia bế quan, nếu ngươi tới, hai sư đồ các ngươi hẳn là rất nhanh sẽ gặp mặt. Trương Vô Trần cười nhìn lại. Dương Sư ở đây. Thân thể Trương Huyền cứng ngắc, trái tim đột nhiên co rút lại. Chương 2754, huyết chỉ 1. Hắn một mực lấy Dương Sư làm đại kỳ, che giấu thiên đạo thư viện, vốn cho rằng đó là người hư vô mờ mịt, cùng lắm thì dùng phân thân ngụy trang liền tốt, không nghĩ tới từ nơi sâu xa tự có thiên ý, người này chân thực tồn tại, hơn nữa còn là tổng bộ danh sư đường Thái Thượng trưởng lão, một trong mấy người mạnh nhất đương thời. Đội lốt giả, xuất hiện cái thật, đã rất xấu hổ, không nghĩ tới, vị bị đội lốt kia ngay tại Trương gia. Thật muốn gặp mặt, không thừa nhận có đệ tử như mình, há không lập tức để lộ. Thân thể cứng ngắc như người gỗ, Trương Huyền còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Trương Vô Trần nhíu mày nhìn lại. Dương sư, ta đã thời gian rất lâu không có gặp được sư phụ, đột nhiên nghe lão sư ở nơi này, có chút khó có thể tin, thất thố, còn mong rộng lòng tha thứ. Trương Huyền vội nói, vừa rồi quá mức khiếp sợ, xưng hô chính là Dương Sư, mà không phải lão sư, đối phương đã cảm giác được không đúng. Dương Sư ở đây bế quan chừng nửa năm, sư đồ các ngươi quả thực rất lâu không gặp. Thấy hắn nói như vậy, Trương Vô Trần nhẹ gật đầu. Lão sư bế quan, ta trực tiếp đi tìm hắn, sẽ không ảnh hưởng chứ. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền ý thức được không đúng, nhìn lại. Đối phương biết mình là đệ tử của Dương Sư lại bế quan ở đây, kết quả đến bây giờ cũng không có xuất hiện, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, cố ý đang hù dọa hắn, thứ hai, Dương Sư bế quan cực kỳ khẩn yếu, không cách nào đi ra. Nếu như vậy, đối với hắn liền cực kỳ có lợi. Trước khi Dương Sư bế quan, quả thực bảo người ta không nên quấy rầy, có điều, hẳn là mấy ngày nay sẽ ra, Trương Sư không vội vã rời đi, hẳn sư đồ có thể gặp mặt. Trương Vô Trần nói, ta không vội. Trương Huyền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra phải nắm chặt thời gian so kiếm, nghĩ biện pháp bước ra tiểu thiên tài, gặp mặt một lần, sau đó trực tiếp rời khỏi, nếu không, Dương Sư bế quan đi ra, hết thảy lộ tẩy, liền phiền phức lớn rồi. Không biết lão sư bế quan ở nơi nào, coi như không thể quấy nhiễu, ta cũng có thể tiến đến bái kiến, chờ hắn ra, liền có thể nhìn thấy. Dừng lại một chút. Trương Huyền hỏi tiếp. Trước xác định rõ vị trí của đối phương, thực sự không được, vừa nhìn thấy xuất quan, sẽ lập tức chuồn mất. Chỗ Dương Sư bế quan, chỉ có đại trưởng lão biết, ta cũng không rõ lắm. Lắc đầu, Trương Vô Trần nói. Không biết. Giả ra vẻ mặt tiếc hận,
Trương Huyền lần nữa may mắn. Hai người nói chuyện, địa ngục thanh long thú cùng hỏa diễm kỳ lân thú toàn bộ đột phá, từng cái lực lượng sôi trào mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ sao động mà ra. Nhìn xem hai thánh thú thánh vực cửu trọng, vây quanh ở bên người Trương Huyền, mọi người bốn phía tất cả đều lộ ra cảnh giác, ngay cả Kiếm Tần Sinh, cũng âm thầm kinh hãi. Thánh tử điện thay mặt điện chủ, cũng mới thánh vực cửu trọng sơ kỳ, một học sinh, vậy mà thuần phục một thánh thú cửu trọng sơ kỳ cùng cửu trọng đỉnh phong. Mang về, khẳng định sẽ không người có thể áp chế. Loại năng lực này, trở thành thay mặt điện chủ, cũng không có người có thể nói cái gì. Thấy hắn thuần thú, thư họa cường đại như thế, ánh mắt thủ đoạn đều sâu không lường được, tất cả tuổi trẻ tài tuấn chuẩn bị cho hắn ra oai phủ đầu đều trần chờ. Trương Tử Tình, Trương Giang xem như thiên tài đứng đầu nhất trong bọn họ, ở trước mặt đối phương, cũng không chịu được một kích, bọn hắn đi lên, chỉ sợ chênh lệch lớn hơn. Trong lúc nhất thời, lại không người dám tiếp tục khiêu chiến. Không có người ra mặt, Trương Huyền cũng vui thanh nhàn. Mục tiêu của hắn chỉ có một, giáo huấn vị tiểu thiên tài kia, quá yếu cũng chẳng muốn ra tay. Trương Sư, nơi này đã không thể ở lại, ta vừa vặn còn có biệt viện, không biết có thể theo ta đi không? Thấy nhiều thiên tài bị đả kích ra tay cũng không dám, trong lòng Trương Vô Trần than thở một tiếng, mở miệng nói. Cái này. Dừng lại một chút, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Làm phiền tam trưởng lão. Bên này biến thành như vậy, quả thực không thích hợp cư ngụ. Mời đi theo ta. Chương 2755, huyết chỉ 2. Tam trưởng lão gật đầu, bàn giao trưởng lão phái người chữa trị, lúc này mới bay về phía trước. Trước khi đi, Trương Huyền nói phương pháp giải quyết tượng, ở trong ánh mắt khiếp sợ của hai vị khải linh sư cửu tinh, đi theo sau lưng Trương Vô Trần, bay tới đằng trước. Thời gian không dài, đi tới chỗ ở của tộc nhân Trương gia. Tần Sinh kiếm thánh, người trước hết ở chỗ này, sau khi thu xếp tốt khách nhân, gia tộc bọn ta sẽ tiến hành thi đấu, tỉ thí xong, lại cùng các bằng hữu giao lưu. Tam trưởng lão cười nói. Vâng. Kiếm Tần Sinh gật đầu. Hắn đến Trương gia chừng 3 lần, khu vực hạch tâm tộc nhân ở, còn là lần đầu tiên tới. Tính toán là chiếm vị ánh sáng của Trương Huyền, chỗ này linh khí không bằng bên khách phòng, nhưng lại mang theo một cỗ khí tức để cho người ta phấn chấn, tựa hồ ở nơi này tu luyện, có thể tư duy càng thêm mau lẹ, hiệu suất tăng gấp bội. Trương Sư, có thể theo ta đi dạo một chút hay không? An bài xong Kiếm Tần Sinh, Trương Vô Trần nhìn lại. Cam tâm tình nguyện phụng bồi. Trương Huyền gật đầu. Vừa vặn muốn nhìn Trương gia, hiểu rõ hơn một chút, vì sau này cướp cô dâu chuẩn bị, đối phương mời, cực kỳ cam tâm tình nguyện. Dù sao có kỳ lân thú, thanh long thú bảo hộ, lại thêm thân là khách nhân, đối phương hẳn là sẽ không làm gì hắn. Mời tới bên này. Trương Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đi đầu ra sân nhỏ, lần này không có phi hành, mà là đi bộ. Trải qua một phen chơi đùa, trời đã tối đen, bầu trời đầy sao, một vầng loan nguyệt tản mát ra ánh sáng trong sáng, để không khí có vẻ hơi thanh lãnh. Không biết Trương Sư nhà ở nơi nào, trong nhà còn có người nào? Hai người một trước một sau, Trương Vô Trần vô tình hay cố ý hỏi. Tại hạ là cô nhi, từ nhỏ không biết cha mẹ là ai. Trương Huyền trả lời. Gia hỏa bị hắn phụ thể kia, không biết cha mẹ là ai, hắn tự nhiên lại càng không biết. Cô nhi tốt. Cảm khái một tiếng, Trương Vô Trần tự giác lỡ lời, hỏi tiếp. Nếu là cô nhi, vậy vì sao lại mang họ Trương? Tên là ai lấy? Cái này. Trương Huyền sửng sốt một chút, lắc đầu. Thời gian quá lâu, không nhớ được. Vốn là dung hợp trí nhớ, loại dâu ria này không đáng kể, chỗ nào có thể biết. Căn cứ trí nhớ của đời trước, lúc còn rất nhỏ, treo ở trên cây xiết cổ, được người cứu, mới lấy tên Trương Huyền, còn vì cái gì họ Trương? Liền không được biết, dù sao không phải người Trương gia là được. Không nhớ được, vậy xem ra, thân nhân của Trương Sư rời đi thời gian tương đối sớm. Trương Vô Trần lên tiếng, đột nhiên cười cười. Không biết Trương Sư, đối với Trương gia cảm giác thế nào? Có hứng thú gia nhập Trương gia, trở thành một thành viên hay không? Hoàn toàn không hứng thú. Trương Huyền lắc đầu. Chỉ bằng bọn hắn hèn hạ muốn giết mình, cưỡng ép muốn cưới Lạc Nhược Hy, liền căm thù đến tận xương tủy, còn gia nhập. Nằm mơ. Ây. Không nghĩ tới hắn trả lời chắc chắn như thế, Trương Vô Trần tràn đầy xấu hổ, nhẫn nhịn nửa ngày nói không ra lời, nhìn về phía trước, nhẹ nhàng thở ra, lập tức duỗi tay. Đến địa phương nào? Trương Huyền sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại,
lập tức nhìn thấy hai chữ lớn xuất hiện ở trước mắt. Huyết trì. Chương 2756, hắn không phải. Thượng 1. Hai chữ này là dùng chữ cổ viết thành, không có uy thế cùng lực lượng quá lớn, cũng không có bất luận chỗ đặc thù gì, từ xa nhìn lại như một tiểu tử vừa mới bắt đầu học viết chữ viết ra. Bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong đó bí mật mang theo lực lượng đặc thù, phảng phất như có thể xuyên qua cổ kim, xem thấu tương lai, để cho người ta ý niệm từ hiện tại vẫy vùng đến mấy vạn năm trước, tựa như đã trải qua một lần tẩy lễ. Đây là địa phương nào? Trương Huyền kinh ngạc. Đây là địa phương con cháu Trương gia kích hoạt huyết mạch. Chỉ cần là người Trương gia, tiến vào bên trong, huyết mạch sẽ tự động thiêu đốt, bất kể thực lực hay chức nghiệp, đều sẽ có bay vọt về chất. Trương Vô Trần nói. Kích hoạt huyết mạch. Trương Huyền giật mình. Khó trách, hai chữ đơn thuần, liền cho hắn loại cảm giác này, Trương gia huyết mạch có thể khống chế thời gian, vị trí kích hoạt huyết mạch, tất nhiên liên quan tới thời gian. Trương Sư có hứng thú vào xem hay không? Trương Vô Trần cười cười. Đi vào, ta có thể đi vào. Trương Huyền giật mình, địa phương trọng yếu như vậy, ngoại nhân có thể tùy tiện vào sao? Trương gia huyết trì, chỉ hữu dụng với đệ tử Trương gia, ngoại nhân đi vào, sẽ không bị ảnh hưởng, cũng sẽ không tạo thành phá hư, vào xem, không có gì, không ít cường giả mộ danh đến đây, cũng có thể tới quan sát. Trương Vô Trần gật đầu. Huyết trì, là cấm địa của Trương gia. Coi như tử đệ gia tộc cũng nhất định phải có tư cách đến mới có thể vào, nói như vậy, chỉ vì loại bỏ đối phương hoài nghi mà thôi. Vậy là tốt rồi. Không biết mục đích của đối phương, nghe có thể tùy tiện vào, Trương Huyền sáng lên. Có thể kích hoạt Trương gia huyết mạch, tất nhiên không đơn giản, có thể vào nhìn xem, có lẽ có thể để cho mình càng hiểu rõ Trương gia, về sau cùng vị tiểu thiên tài kia đánh nhau, cũng có nắm chắc càng lớn. Đi thôi. Thấy hắn không hoài nghi. Trương Vô Trần nhẹ nhàng thở ra, đi tới trước phòng ấn, lấy ra lệnh bài nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông! Đại môn từ từ mở ra. Theo ở phía sau nhìn rõ ràng động tác của đối phương, lúc này Trương Huyền mới đi vào, xuyên thấu qua một trận pháp, thân thể chấn động, lập tức cảm thấy thời gian bốn phía giống như phát sinh biến hóa, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Đây là năm đó tiên tổ lưu lại không gian, ẩn chứa thời gian chân dài, thời gian chợt nhanh chợt chậm. Hiện lên trạng thái rời rạc. Chỉ cần Trương gia huyết mạch, dung hợp trong đó, sẽ lập tức rơi vào thời gian trường hà, bên ngoài một tháng, trong này một năm, có thời gian nhiều hơn, lĩnh hội chức nghiệp cùng tu vi, đương nhiên, chỉ là trạng thái lĩnh ngộ linh hồn, thực lực sẽ không biến hóa. Trương Vô Trần giải thích. Bên ngoài một tháng, bên trong một năm. Trương Huyền líu lưỡi. Coi như không thể chân chính tăng cao tu vi, trạng thái linh hồn trải qua lâu như vậy, cũng rất lợi hại. Một tháng cùng một năm, chênh lệch gấp 12 lần, nói cách khác, người Trương gia kích hoạt huyết mạch, chỉ cần ở đây, có thể nắm giữ vượt qua người bình thường gấp 12 lần thời gian học tập cùng tu luyện. Khó trách, Trương gia nhiều thiên tài như vậy, Lạc gia còn kém rất xa, chỉ cái ao máu này, chính là vô số gia tộc tha thiết ước mơ, nhưng lại làm không được. Nếu như lúc trước hắn có thể đi vào nơi này, không ngừng tu luyện, chỉ sợ một tháng cũng đã đi đến cấp bậc hiện tại. Minh Lý Chi Nhãn. Sau khi hết khiếp sợ, trong mắt Trương Huyền dần hiện ra vô số hoa văn, nhìn kỹ qua. Trước mắt không gian trồng chất, quả thực không giống trước đó đã gặp, Minh Lý Chi Nhãn chiếu xuống, từng tầng, tựa như cầu vồng, dọc theo đi về phía trước, sẽ cảm thấy bốn phía tốc độ chảy cùng địa phương khác không quá tương đồng. Bất quá, loại cầu vồng này, chảo không đến cũng sờ không tới, không cẩn thận quan sát, thậm chí không thể phát giác, chứ nói chi là dung nhập trong đó, để tốc độ thời gian trôi qua cải biến. Hắn chậm rãi tiến lên, Trương Vô Trần thì đi theo một bên lặng lẽ quan sát, lông mày càng nhăn càng chặt. Chương 2757, hắn không phải. Thượng 2. Trên người không có một chút dị thường, chẳng lẽ? Không phải. Trước đó, đại trưởng lão cùng hắn hoài nghi, vị Trương Huyền này, có lẽ cùng vị mất tích kia có quan hệ, bởi vậy cố ý đưa đến huyết trì tiến hành dò xét, hiện tại xem ra, dường như không có bất kỳ phản ứng. Bình thường con cháu Trương gia chưa từng tới huyết trì, vừa tiến vào, huyết mạch sẽ bị kích hoạt, lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, nguyên thần ở dưới tốc độ thời gian đặc thù trôi qua, tiến hành học tập cùng tu luyện. Hiện tại một chút phản ứng cũng không có, xem ra không chỉ trong máu không có huyết mạch Trương gia, thậm chí cùng Trương gia cũng không có quan hệ quá lớn. Đúng rồi, nguyên thần. Trong lòng Trương Vô Trần hơi động. Phàm là con cháu Trương gia, huyết mạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nguyên thần cùng linh hồn cũng có thể cộng minh, dù sao,
một người từ sinh ra đến chết, linh hồn là sẽ không thay đổi. Nghĩ đến cái này, đi lên phía trước, mỉm cười. Trương sư, huyết chỉ có thời gian chân dài, cần nguyên thần mới có thể thấy rõ ràng, người không ngại thử một chút, nhìn xem có thể nhìn ra thứ gì hay không. Nguyên thần. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Mặc dù hắn tu luyện thủ đoạn vu hồn sư, nguyên thần cực lớn, nhưng lĩnh ngộ diễn không thiên thư, có thể tùy ý biến hóa hình thể, đối phương xem như Trương gia trưởng lão, muốn nhìn ra, cũng không dễ dàng, không có gì có thể giấu giếm. Vừa vặn hắn cũng muốn nghiên cứu thời gian chân dài của nơi này, phỏng đoán huyền bí trong đó. Khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần khẽ động, nguyên thần từ mi tâm chui ra. Nguyên thần nhìn, cùng mắt thường nhìn không giống nhau, phảng phất đi vào trời tuyết, bốn phía đều phiêu đãng bông tuyết. Biết những bông tuyết này chính là đường vân của thời gian chân dài, đưa tay bắt tới. Phần phật, đường vân từ lòng bàn tay xẹt qua. Nguyên thần không có bất kỳ khí tức Trương ra. Nhìn một màn này ở trong mắt Trương Vô Trần nổi lên thất lạc. Nếu như là con cháu Trương gia, nguyên thần xuất khiếu, đi vào nơi này, tất nhiên có thể lưu lại đường vân chân dài, dung nhập hồn phách, mà đối phương đụng vào, một chút phản ứng cũng không có, chỉ có một khả năng. Đó chính là linh hồn của hắn, cùng Trương gia không có bất cứ quan hệ nào. Xem ra trước đó hoài nghi, đều là sai. Trương sư, xin rời khỏi đi. Hiểu được, thái độ cũng biến thành lãnh đạm. Khoát tay áo, thanh âm truyền ra. Rời khỏi. Trương Huyền sững sờ, nguyên thần lập tức quy vị, đứng dậy. Nơi này là cấm địa Trương gia, ta mang người tới có thời gian hạn chế, hiện tại nên đi ra ngoài. Trương Vô Trần vẫy tay. Cái này. Thấy đối phương mặt không biểu tình, Trương Huyền có chút im lặng. Cũng không phải ta muốn tới, ngươi lôi kéo ta đi vào, mới ở bên trong không đến 5 phút, liền đuổi người rời khỏi. Người Trương gia, quả nhiên cả đám đều đầu óc có hố. Cáo từ. Thấy đối phương tiễn hắn tâm tư đều không có, Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục nhìn nhiều, quay người đi ra ngoài. Không cho nhìn, hắn còn không muốn xem đâu, không có gì ghê gớm. Phải lập tức bẩm báo đại trưởng lão. Thấy hắn rời khỏi, Trương Vô Trần vội vàng rời khỏi huyết trì, đóng lại môn hộ, thẳng tắp bay về phía đại trưởng lão. Rời đi tốc độ quá nhanh, cũng không phát hiện, toàn bộ pháp tắc. Chân dài trong huyết trì, giống như thấy được vật gì đáng sợ, run lẩy bẩy, động cũng không dám động. Chương 2758, hắn không phải hạ một. Một đường phi nhanh, rất mau tới vị trí của đại trưởng lão. Thế nào? Đại trưởng lão nhìn lại. Không phải. Trương Vô Trần lắc đầu. Không phải. Mang vào huyết trì không có bất kỳ biến hóa nào, nguyên thần cũng khảo nghiệm, không cách nào lưu lại chân dài. Cùng Trương gia không có bất cứ quan hệ nào. Trương Vô Trần nói rõ chi tiết một lần. Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Lắc đầu, ánh mắt của đại trưởng lão phát lạnh. Đã không có quan hệ, liền phái người đi khiêu chiến kiếm pháp, cho hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mặt khác, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định phải có cái bàn giao, không thể tùy ý đi. Nếu không, uy nghiêm ở đâu? Làm toàn bộ phòng khách sụp đổ. Tượng tiên hiền chạy loạn khắp nơi, trận pháp bị phá hư, nếu không có hoài nghi, há có thể mặc cho muốn làm gì thì làm. Nếu không, người người đều tới quấy rối, cái gọi là đệ nhất gia tộc, cũng sẽ không cần tồn tại. Hắn thuần phục hỏa diễm kỳ lân thú, ta sợ, ép hung ác, sẽ xuất hiện biến cố. Trần chờ một chút, Trương Vô Trần nói. Nếu như đối phương chỉ là tiểu gia hỏa lĩnh vực cảnh ngược lại cũng thôi, mấu chốt là, thuần phục kỳ lân thú. Hơn nữa tu vi tên này đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, thật muốn làm ầm ĩ lên, gia tộc vẫn có thể trấn áp, nhưng chỉ sợ phải hao phí đánh đổi cực lớn. Rất đơn giản, để con cháu trong tộc, áp chế tu vi tương đồng tới đánh cược, hoặc là bồi thường, hoặc lưu tại Trương gia hiệu lực cả đời, luyện hóa thánh thú của tộc trưởng, làm sao có thể rời đi. Tỷ thí công bằng thua, Dương sư cũng dễ bàn giao. Hừ một tiếng, đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng. Danh sư gia tộc. Tuy chú ý quy tắc, nhưng cũng không phải người hiền lành. Không nói phá hư kiến trúc, chỉ nói vì vây khốn thánh thú kia, 3 năm qua tiêu tốn nhân lực vật lực liền không biết bao nhiêu, làm sao có thể tùy tiện qua tay đưa người. Mấu chốt đối phương là tới khiêu chiến. Nói thật, nếu không phải Dương sư thân truyền, khả năng hiện tại đã phái người bắt lấy, cưỡng chế lưu lại. Vâng, không biết ai ra tay phù hợp. Nhẹ gật đầu, Trương Vô Trần nhìn qua, một gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, trở thành thứ nhất. Thủ đoạn nhất định phải có, đây là chuyện không có cách giải quyết.
Trương Húc, Trương Ngân, Trương Khâm đề có thể, ở trên kiếm pháp đều lĩnh ngộ chân giải, thực lực kinh người, đối phó một tiểu gia hỏa lĩnh vực cảnh, vấn đề không lớn. Trầm tư phút chốc, đại trưởng lão nói. Tốt, một lát nữa ta liền báo tin bọn họ, tiến đến khiêu chiến. Trương Vô Trần lên tiếng, sau đó nhìn qua. Gia tộc đại hội làm sao bây giờ? Lúc nào tiến hành? Lần này triệu tập tộc nhân cùng cường giả các chức nghiệp, chính là vì đại hội, hiện tại người cũng gần như đến đông đủ, có thể cử hành. Trời vừa sáng liền bắt đầu, dính dáng cùng Lạc gia thông gia, ngươi nên rõ ràng hơn ta, không thể sai sót. Mắt đại trưởng lão sáng lên. Ta biết, chỉ là, tiểu thiên tài đến nay tung tích không rõ. Thần sắc trên mặt Trương Vô Trần lo lắng. Ta nói từ trong tộc tuyển chọn, lần thi đấu này, thu hoạch được đệ nhất, thay thế tiểu thiên tài cưới Lạc gia vị tiểu công chúa, thời gian không thể kéo dài được nữa, nếu không, ai cũng sẽ không biết sẽ xuất hiện biến cố gì. Đại trưởng lão nói, cũng chỉ có thể như vậy. Nhẹ gật đầu, Trương Vô Trần ôm quyền khom người. Ta đi an bài, bất quá, khiêu chiến Trương Huyền, vẫn là chờ sau thi đấu, nếu không, đối với mấy người Trương Húc cũng không công bằng. Đại trưởng lão gật đầu, không nói thêm lời. Bên này thảo luận, Trương Huyền cũng trở về chỗ ở, vừa đi vào phòng, liền thấy một bóng người tiến lên đón. Chương 2759, hắn không phải hạ hai. Lão sư, Trương Cửu Tiêu ôm quyền. Tại sao ngươi tới? Lão sư vừa đến gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta cũng nghe nói. Trương Cửu Tiêu cười khổ. Hắn mới vừa biết vị lão sư này, làm việc thật là đủ cao, vừa đến liền làm cho Trương gia gà bay chó chạy, nếu không phải đại trưởng lão áp chế, chỉ sợ sớm đã có người tiến lên chém giết hắn. Các ngươi gia tộc đại hội, vì cái gì gấp gáp tiến hành như vậy? Không ở đề tài này xoắn suýt, Trương Huyền hỏi. Lạc Nhược Hy vừa nói ưa thích mình, bên này liền tiến hành đại hội, muốn nói không có quan hệ, hắn cũng không tin. Chỉ là không biết Trương gia đến cùng trong hồ lô bán thuốc gì thôi. Ta hỏi tham gia, lần này đại hội, chỉ có một mục đích, là thông qua tuyển chọn, lần nữa chọn lựa ra một người trẻ tuổi cùng Lạc gia thông gia. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Cùng Lạc gia thông gia. Trương Huyền nheo mắt, nắm đấm siết chặt. Vị tiểu thiên tài kia của các ngươi đâu? Nghe nói, tiểu thiên tài mất tích, ai cũng không biết ở đâu, hiện tại thông gia sắp đến, thời gian không thể bị dở dang, cho nên ý định từ trong tộc tìm kiếm một vị thiên tài ưu tú nhất, cùng Lạc gia kết hợp. Trương Cửu Tiêu nói ra tin tức biết đến. Đáng ghét. Trương Huyền tức sắp bùng nổ. Ép buộc thông gia cũng đã rất vô sỉ, đến cuối cùng, thế mà còn tùy tiện tuyển chọn. Dạng thông gia này, có từng nghĩ qua cảm thụ của Lạc gia? Trương gia thông gia, tại sao có thể tùy ý như thế? Hàm răng cắn chặt, Trương Huyền không ngừng run rẩy. Đường đường đệ nhất gia tộc, đáp ứng tiểu thiên tài cùng Lạc Nhược Hy thông gia, đến cuối cùng, tùy tiện tuyển người. Truyền đi cũng làm người cảm thấy hoang đường. Hình như là không có cách nào, cụ thể liên lụy đến cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, có điều chỉ biết là, cái thông gia này bắt buộc phải làm, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Thực lực của ta, người cũng biết, ở trong tộc không đáng giá nhắc tới, cho nên tham gia hay không đều không quan trọng. Trương Cửu Tiêu cười khổ. Thực lực của hắn, ở Thanh Nguyên đế quốc được tính là thiên tài, nhưng ở Trương gia, cái gì cũng không tính, tùy tiện một cái, cũng có thể đánh bại hắn, ngay cả lực lượng đánh trả cũng không có. Cho nên lần này gia tộc thi đấu, hắn nhiều nhất tham dự một chút, căn bản không nghĩ tới, có thể cầm tới thứ tự. Gia tộc các ngươi thi đấu chừng nào thì bắt đầu. Khí sắp bùng nổ, trên người Trương Huyền sát khí như sóng lớn, mở miệng hỏi. Cái này, thời gian cụ thể còn không có định, có điều, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ tiến hành. Nhìn sắc mặt hắn tái xanh, Trương Cửu Tiêu vội vàng khuyên can. Lão sư, Trương gia thi đấu, cao thủ nhiều như mây, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, nếu không. Ta sợ, phiền phức rất lớn. Tính cách vị này, hắn biết rất rõ ràng, không sợ trời không sợ đất, ban đầu ở Thanh Nguyên đế quốc náo động, coi như bây giờ suy nghĩ một chút, cũng có chút nghĩ mà sợ. Ngộ nhớ thật vò tới thi đấu làm loạn, thật sự khó mà kết thúc yên lành. Trương gia cũng không phải Thanh Nguyên đế quốc, mà là đại lục đệ nhất gia tộc, coi như thánh vực cửu trọng đỉnh phong đi vào, cũng có đi không về. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn chính là ngươi. Biết đối phương nghĩ cái gì, Trương Huyền nhìn lại. Ta, Trương Cửu Tiêu sững sờ. Không sai, ta muốn ngươi tham gia thi đấu, hơn nữa. Thu được quán quân.
mắt sáng lên, bàn tay của Trương Huyền hất lên. Chương 2760, đệ tử thứ 81. Ta, quán quân. Trương Cửu Tiêu ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu. Cái này sao có thể? Hiện tại hắn chỉ có thực lực xuất khiếu cảnh, lúc nào có thể xung kích lĩnh vực cảnh còn không biết, cùng đám người Trương Thuần, Trương Phong chênh lệch không biết bao nhiêu, tiến vào bên trong có thể thông qua vòng thứ nhất hay không cũng chưa biết chừng, xung kích quán quân, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nói thật, xem như con cháu chi nhánh, có thể tới tham gia thịnh hội của đệ tử Hạch Tâm, đối với hắn mà nói cũng đã cực kỳ khó tin, quán quân. Hy vọng xa vời cũng không dám. Chỉ cần nghe theo vi sư nói, để ngươi trong thời gian ngắn vượt qua những người khác, sáng tạo kỳ tích, cũng không phải không có khả năng. Trương Huyền gật đầu nói. Cái này, thế hệ trẻ tuổi, thực lực mạnh nhất là đám người Trương Thuần, đã đạt đến nửa bước động hư cảnh, nghe nói còn có đạt tới động hư cảnh chân chính, ta. Kém quá xa. Thấy đối phương không giống nói đùa, Trương Cửu Tiêu cười khổ. Không phải không tin vị trước mắt này, mà là hoàn toàn không có khả năng. Thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh, cách bát trọng động hư cảnh, đâu chỉ bình thường, không thể so sánh nổi, loại cường giả cấp bậc này, 100 cái hắn gặp, cũng chỉ có phần chạy trốn, đánh như thế nào. Lại nói, đệ tử Hạch Tâm Trương gia, đều là thiên tài trong thiên tài, chiến sư cùng cấp bậc, cũng chưa chắc có thể chống lại. Có thể nói tham gia tỉ thí, hơn nữa khả năng nhận được quán quân, là không. Đừng nâng khí thế người khác, diệt uy phong của mình. Người bái ta làm thầy, chỉ điều này, ánh mắt cũng đã vượt qua vô số người. Thấy đối phương một chút tự tin cũng không có, Trương Huyền nhíu mày. Có thể bái lão sư, là vinh hạnh của ta, chỉ là. Trương Cửu Tiêu mặt như mướp đắng. Không phải là không muốn, mà là ngày mai liền bắt đầu thi đấu, thực lực bây giờ. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Hai tay chắp sau lưng, Trương Huyền nhìn lại. Trương Huyền ta, từ Thiên Huyền Vương quốc đi tới bây giờ, tu vi từ võ giả tam trọng, đến bây giờ lĩnh vực cảnh đỉnh phong, đến nay chẳng qua 14 tháng mà thôi. Thu thân truyền có 7, đại đệ tử Triệu Nhã, hiện tại là Âm Dương cung thiếu cung chủ. Nhị đệ tử, Vương Dĩnh, vào Khải Linh sư công hội, tiền đồ vô lượng. Tam đệ tử Lưu Dương, người gặp qua, tuy có chút bất tài, nhưng cũng trở nên nổi bật, dám làm dám chịu. Tứ đệ tử Trịnh Dương, chiến sư Đường Chiến Tử, đường chủ tương lai. Vừa nói, vừa đi về phía trước, kèm theo lời nói, khí tức càng ngày càng mạnh. Ngũ đệ tử Viên Đào, Viên gia thiếu gia chủ, trên người có long tê huyết mạch, thiên hạ vô song. Lục đệ tử Lộ Sung, nhận được phu hồn sư truyền thừa, phu hồn chi thuật có 102 cổ kim. Thất đệ tử Ngụy Như Yên, tân nhiệm độc điện điện chủ. Tiên thiên độc thể, độc diệt vạn vật. Bảy đại thân truyền, từng cái bất phàm, thu ngươi làm đồ, là tâm mang mong đợi với ngươi, như thế nào, ngươi muốn rút lui. Nói đến đây, Trương Huyền nhìn lại, ánh mắt như điện. Ta, nắm đấm siết chặt, Trương Cửu Tiêu kích động vẻ mặt thấu hồng. Hắn biết vị lão sư này của mình, nắm giữ không ít học sinh, nhưng lại không nghĩ tới, từng cái cường đại như vậy. Chương 2761, đệ tử thứ 82. Âm Dương cung thiếu cung chủ, chiến sư Đường Chiến Tử, độc điện điện chủ, Viên gia thiếu gia chủ. Mỗi một cái thân phận, đều không kém Trương gia quyền gia chủ quá nhiều, rõ ràng đều là học sinh của hắn. Không phải chính tay nghe được, thì không dám tin tưởng. Trước đó còn cảm thấy, nhận được quán quân, khó mà hoàn thành, giờ phút này, nghe được học sinh của hắn, lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, huyết dịch toàn thân giống như muốn nổ tung. Có sư như vậy, còn cầu mong gì? Thấy bị ngôn ngữ của mình khích lệ, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn tới. Người yếu thế đoạt được quán quân, thu ngươi làm đệ tử thứ 8 lại có làm sao? Đệ tử thứ 8. Hô hấp dồn dập, vẻ mặt Trương Cửu Tiêu đỏ lên. Đây là cho thấy, muốn thu làm thân truyền, thiên nhận danh sư trước, cũng chính là Khổng sư, có 3.000 đệ tử, 72 thân truyền tu vi thấp nhất, cũng thành cổ thánh. Thánh tử điện khai phái tổ sư bốc thương cổ thánh. Ở trong rất nhiều đệ tử, cũng không xếp hạng cao bao nhiêu. Như vậy có thể thấy được mạnh mẽ. Vị lão sư trước mắt này, là thiên nhận danh sư, trước đó 7 đệ tử, tuy nói đơn giản, nhưng không cần nghĩ, về sau nhất định từng cái oanh động thiên hạ, nếu có thể trở thành hắn vị đệ tử thứ 8, tiền đồ có thể nói, vô lượng. Không sai, Trương gia lão tổ ta, từ đầu cũng không có huyết mạch hơn người, là sau khi hắn thành tựu đỉnh phong, mới để cho huyết mạch tiếp tục kéo dài. Thân ở bàng chi lại như thế nào, chưa hẳn không thể trổ hết tài năng, một lần đi đến đỉnh phong.
Càng nghĩ càng kích động, Trương Cửu Tiêu hô hấp dồn dập. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, ai nói huyết mạch mạnh liền nhất định mạnh, nếu thật như vậy, vì sao vài vạn năm qua, Trương gia nhiều thiên tài huyết mạch tinh thuần như vậy, không một cái vượt qua lão tổ. Năm đó Khổng Sư, 72 hiền, cũng chưa nghe nói qua, ai huyết mạch trời sinh rất mạnh. Muốn thành công, dựa vào không phải huyết mạch, mà là chăm chỉ không ngừng cố gắng, cùng lòng tin kiên trì hướng lên. Cùng một vị lão sư tốt chân chính, hiện tại lão sư ngay ở trước mặt, bản thân cũng đủ cố gắng, có thể trở thành thân truyền hay không, có thể trở nên nổi bật hay không, ngay ở một ý niệm. Lão sư, nên làm như thế nào, chỉ cần ngài dặn dò, Trương Cửu Tiêu ta nhất định dốc hết toàn lực. Trong cơ thể nhiệt huyết bị nhen lửa, lại không lo lắng, Trương Cửu Tiêu cắn chặt răng. Lão sư thân là thiên nhận danh sư, đã nói được, vậy liền được, không có cái gì có thể lo lắng. Rất tốt. Thấy thanh niên trước mắt làm ra quyết định, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bái sư đi. Hiện tại liền bái. Trương Cửu Tiêu nhìn không được sững sờ. Không phải nói chờ ta đoạt được quán quân, mới có tư cách sao? Hắn không thể tin vào tai của mình, mới nói qua, đoạt được quán quân, thu hắn làm đồ. Bây giờ cách làm được còn kém rất xa, có khả năng hay không cũng chưa biết chừng, làm sao? Nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt Trương Huyền lộ ra tự tin nồng đậm. Trương Huyền ta nói, để ngươi trở thành quán quân, vậy liền nhất định có thể trở thành quán quân, sớm thu muộn thu khác nhau ở chỗ nào? Ta! Trương Cửu Tiêu chỉ cảm thấy bắp thịt cả người tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy lên, huyết dịch toàn thân bùng cháy. Bị ngôn ngữ khích lệ, nhìn thấy kiên định trong mắt ánh mắt lão sư, đột nhiên cảm thấy chỉ cần lão sư nói có thể làm được, vậy liền nhất định có thể làm được. Đây không phải mê hoặc cũng không phải tẩy não, mà là một loại tự tin mãnh liệt. Có loại tự tin này, dường như sự tình trước mắt khó khăn đi nữa cũng không tính là cái gì. Lão sư, hiện tại ta nên làm như thế nào? Quỳ trên mặt đất dập đầu 8 cái, hành lễ bái sư, Trương Cửu Tiêu lần nữa nhìn lại. Lão sư đã nói tự tin như vậy, nhất định đã nghĩ kỹ phương pháp tu luyện. Thực lực của ngươi bây giờ chỉ có lĩnh vực cảnh, biện pháp duy nhất là nhanh chóng tăng cao tu vi, chẳng qua một đêm, muốn để cấp bậc thấp như vậy, đẩy tới thánh vực bát trọng, hoàn toàn không có khả năng, trừ khi. Trương Huyền dừng lại một chút, nhìn về phía một phương hướng, ánh mắt sâu xa. Mượn nhờ Trương gia, huyết trì. Chương 2762, tăng lên huyết mạch 1. Huyết trì. Thân thể chấn động, trên mặt Trương Cửu Tiêu xấu hổ. Đây là địa phương con cháu hạch tâm mới có thể đi vào kích hoạt huyết mạch, ta huyết mạch mỏng manh, không tư cách tiến vào. Trương gia huyết trì, cực kỳ quan trọng, huyết mạch đạt tới trình độ nhất định mới có thể đi vào tu luyện, nhân vật dâu ria như hắn, còn kém rất xa. Ta mang ngươi đi vào. Trương Huyền thản nhiên nói. Một đêm công phu, muốn cho đối phương từ thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh, có thể đối chiến các cao thủ như Trương Thuần, huấn luyện thông thường khẳng định là không có cách nào, dù sao đối phương không có thiên đạo thư viện, không thể tu luyện thiên đạo công pháp, tu luyện công pháp tinh giản, tiến bộ tương đối chậm. Bởi vậy, chỉ có con đường này có thể đi, mượn nhờ Trương gia huyết trì, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, một đêm, tăng thêm gấp 12 lần, khả năng thành công mới có thể gia tăng thật lớn. Dẫn ta. Trương Cửu Tiêu sững sờ. Nơi này không phải là không thể tùy tiện đi vào ư. Trương gia huyết trì, nếu như người người cũng có thể đi vào, đã sớm đại loạn. Lão sư, một người ngoài vừa tới. Làm sao có thể, tùy tiện tiến vào bên trong, hơn nữa còn muốn dẫn hắn đi qua. Đổi lại trước đó, ta quả thực không cách nào đi vào, bất quá. Hiện tại không có bất cứ vấn đề gì. Hừ một tiếng, Trương Huyền nói. Trước đó Trương Vô Trần dẫn hắn tiến vào, cẩn thận quan sát trận pháp phong cấm, dù rất cao minh, nhưng ở trước mặt thư viện, tất cả đều là sơ hở, tùy tiện mượn nhờ một cái, liền có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong, mà không bị phát giác. Đi thôi. Không giải thích quá nhiều, Trương Huyền dẫn đường, thời gian không dài, lần nữa đi tới trước mặt huyết trì. Chính là chỗ này. Hít sâu một hơi, Trương Huyền dọc theo cửa ra vào lượn quanh một vòng. Tìm đúng một chỗ, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Một hồi vang lên, trận pháp thủ hộ huyết trì từ từ mở ra, cửa xuất hiện khe hở. Nhanh! Vội vàng đi vào, Trương Cửu Tiêu theo sát. Trận pháp lần nữa khép lại, từ bên ngoài căn bản không phát hiện được dị thường, thật giống như không người đến qua. Đây là huyết trì. Tiến vào bên trong,
Trương Cửu Tiêu lập tức cảm thấy bắp thịt toàn thân hưng phấn, nguyên thần không ngừng nhảy lên. Không sai, người kích hoạt huyết mạch thử xem, nhìn có thể gây nên cộng minh hay không. Trương Huyền nói. Vâng. Nhẹ gật đầu, Trương Cửu Tiêu khoanh chân ngồi dưới đất, kích hoạt huyết mạch, thử nghiệm liên tiếp thời gian chân dài bồng bềnh ở bốn phía. Bất quá, thời gian không dài khuôn mặt liền khó coi, lần nữa đứng dậy. Giờ phút này, rốt cuộc biết, vì sao loại con cháu bảng chi như hắn không cho phép đi vào huyết trì, không phải gia tộc keo kiệt, mang theo kỳ thị, mà là. Coi như đi vào, cũng không cách nào cảm ngộ chân giải, cùng đệ tử hạch tâm tiến hành tu luyện. Làm cũng làm không được, tự nhiên không cần thiết tiêu tốn thời gian. Lão sư, Trương Cửu Tiêu áy náy. Lão sư chuyên môn dẫn hắn đi vào nơi này, lại bởi vì bản thân hắn, mà không hoàn thành được, thực sự khó mà tiếp nhận. Đừng có gấp. Chương 2763, tăng lên huyết mạch 2. Thấy hắn không cách nào cảm ngộ, Trương Huyền cũng nhíu mày. Ngươi tiếp tục tu luyện, ta tới nghĩ biện pháp. Vâng. Không nói thêm lời, Trương Cửu Tiêu khoanh chân ngồi xuống. Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, Trương Huyền nhìn bốn phía. Khí tức giống như cầu vồng ở trên bầu trời, vây quanh bốn phía đối phương, có điều như chất béo vào nước, không thể tương dung, bất kể kích hoạt huyết mạch như thế nào, cũng không có biện pháp. Huyết mạch của hắn quả thực quá thấp. Trương Huyền nhíu mày. Thời gian chân giải trong này, là tiên tổ Trương gia lưu lại, ban cho hậu nhân, dù Trương Cửu Tiêu có huyết mạch Trương gia, lại ngay cả bí pháp gia tộc cũng không thi triển ra được, đẳng cấp thực sự quá thấp, nhiều nhất chỉ có thể để khí tức giống như cầu vồng tới gần, muốn hòa vào trong đó, căn bản làm không được. Cái này rất giống thuần thú, chỉ có thể nhận được hảo cảm, nhưng khoảng cách có thể thuần phục, còn kém thực sự quá xa. Một bước, liền là chân trời. Nếu huyết mạch của hắn, có thể tinh thuần một chút là được. Nhìn không được cảm xúc, đang cảm thán, đột nhiên cảm thấy thư viện lắc lư, ngay sau đó hình thành thư tịch, bay ra, thẳng tắp đập xuống Trương Cửu Tiêu đang tu luyện. Nguy rồi. Con người của Trương Huyền co rụt lại. Thiên đạo chi thư, ngay cả độc sư cửu tinh, cũng có thể tùy tiện đập thành bánh thịt, loại thực lực này như Trương Cửu Tiêu căn bản không ngăn cản nổi. Hắn không muốn giết người A-Hát, làm sao trực tiếp chạy ra ngoài. Muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, thư tịch nháy mắt đi tới mi tâm của Trương Cửu Tiêu, có điều, cũng không xuất hiện cục diện máu thịt be bét, nhẹ nhàng khẽ động, chui vào. Ngay sau đó, Trương Huyền liền thấy chân giải bốn phía, tựa như sôi trào, tất cả đều bằng tốc độ nhanh nhất lao tới thanh niên kia. Đây là, huyết mạch tăng lên. Con mắt trợn tròn, Trương Huyền giật nảy mình. Vừa rồi ở sâu trong nội tâm khát vọng huyết mạch của Trương Cửu Tiêu tăng lên, ngay sau đó thiên đạo chi thư bay ra, chẳng lẽ, thứ này chỉ có thể làm cho mình tăng thêm tâm cảnh khắc độ, thuộc lầu đủ loại kiến thức, phong ấn ngoan nhân, thậm chí đập chết người ra. Còn có thể tăng lên lực lượng huyết thống của người khác. Thật sự là như vậy, liền kinh khủng. Huyết mạch, hắn nghiên cứu qua rất nhiều lần, coi như mượn nhờ thư viện lý giải, cũng khó mà tinh lọc, nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Thiên đạo chi thư, lại có loại năng lực này. Lão sư, huyết mạch của ta. Giờ phút này cũng cảm ứng được trong cơ thể phát sinh biến hóa, Trương Cửu Tiêu kích động không ngừng run rẩy, không rõ ràng cho lắm. Là lão sư giúp ngươi tăng lên huyết mạch, đây là linh thạch tuyệt phẩm, nhanh tăng cao tu vi. Cổ tay rung lên, ném ra ba viên linh thạch tuyệt phẩm, Trương Huyền nói. Sự tình thiên đạo chi thư, xem như thân truyền cũng không thể nói nhiều, giờ phút này chỉ có thể giải thích. Trợ giúp tăng lên huyết mạch. Vâng, mặc dù không biết lão sư làm sao làm được, nhưng biết giờ phút này không phải thời điểm hỏi thăm, Trương Cửu Tiêu vội vàng nhắm mắt lại, nắm chặt một viên linh thạch tuyệt phẩm, vận chuyển chân khí trong cơ thể, điên cuồng hấp thu. Ầm ầm, huyết mạch tấn cấp, tốc độ hấp thu linh khí so với trước kia nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, trước đó không cách nào mở ra kinh mạch, giờ phút này cũng không trở ngại, hình như trên việc tu luyện không còn bất kỳ ràng buộc. Tạch tạch, tạch tạch. Thời gian nháy mắt, tu vi đã đột phá xuất khiếu cảnh ràng buộc, xung kích đến lĩnh vực cảnh, chậm rãi ngừng lại. Biết đối phương không có pháp quyết, ngón tay Trương Huyền bún ra, truyền thụ công pháp lĩnh vực cảnh tinh giản. Có huyết mạch tinh thuần, thời gian chân giải bốn phía chảy vào trong cơ thể, để nguyên thần của Trương Cửu Tiêu lâm vào trạng thái tốc độ thời gian trôi qua 1/12 lần, bắt đầu lý giải bộ pháp quyết này. Không biết qua bao lâu, triệt để lý giải. Nguyên thần cẩn thận cân nhắc công pháp một lần, biết tu luyện như thế nào. Không để hắn trực tiếp đột phá, Trương Huyền dừng lại một chút, lần nữa truyền thụ công pháp thánh vực thất trọng nhập hư cảnh tinh giản qua.
Bộ công pháp này, dù còn không có đạt tới cấp bậc thiên đạo, lại chỉ có một thiếu sót, đối với hắn mà nói, khó mà nuốt xuống, nhưng đối với vị trước mắt này, lại là bí tịch tinh diệu. Bất quá không có đạt tới cấp bậc thiên đạo, lý giải vẫn không có dễ dàng như công pháp tinh giản. Chương 2764, thi đấu bắt đầu 1. Lần này thời gian hao phí thật dài, thẳng đến trời triệt để sáng, lúc này Trương Cửu Tiêu mới từ từ mở mắt, trong ánh mắt mang theo cơ trí. Thế nào? Trương Huyền nhìn qua. Bẩm báo lão sư, nguyên thần của ta, đã thôi diễn công pháp đến thánh vực thất trọng nhập hư cảnh đỉnh phong, chỉ cần hiện tại tu luyện, hẳn là không bao lâu, có thể tăng tu vi lên. Trương Cửu Tiêu tràn đầy hưng phấn. Huyết chỉ có thể kéo một tháng biến thành một năm, nhưng cũng chỉ là nguyên thần, không phải chân chính giảm bớt tốc độ thời gian. Hiện tại Trương Cửu Tiêu lợi dụng gấp 12 lần thời gian, thuần thục nắm giữ tu vi cùng thực lực nhập hư cảnh. Nhưng trên thực tế, tu vi bản thân vẫn không đột phá, chỉ là lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Bất quá, nguyên thần có kinh nghiệm tu luyện, chỉ cần bắt đầu, hẳn là không bao lâu, liền có thể liên tục tăng lên. Rất nhiều thiên tài Trương gia, sở dĩ vượt qua những người khác, đúng là như thế. Bình minh, tỉ thí đã bắt đầu, người đã không có thời gian tăng cao tu vi, bây giờ lập tức ra ngoài, một bên đi qua, một bên hấp thu linh khí, tranh thủ ở thời điểm tranh tài có thể đột phá. Liếc bầu trời một cái, xác định thời gian, Trương Huyền nhíu mày. Nếu như đối phương lý giải càng nhanh một chút, về thời gian còn kịp, hiện tại một đêm trôi qua, tỉ thí đã bắt đầu, lại đề thăng tu vi đã chậm, phương pháp duy nhất chính là, vừa đi vừa tăng lên. Tốt, cũng biết thời gian không thể bị dở dang, Trương Cửu Tiêu nhẹ gật đầu, bàn tay nắm chặt linh thạch tuyệt phẩm, một bên hấp thu linh khí, một bên theo sát sau lưng lão sư bay ra ngoài. Địa phương tỉ thí ở trong diễn võ trường, bất quá. Lão sư là người ngoài, hẳn không cách nào đi vào. Rời huyết trì, Trương Cửu Tiêu nhịn không được nói. Trương gia tỉ thí, không cho phép người ngoài xem cuộc chiến, lão sư hẳn là không cách nào đi vào. Loại tỉ thí này, hạ nhân có thể đi theo vào không? Trương Huyền nhíu mày. Đương nhiên có thể, tỉ thí rất dễ dàng tổn thương, lúc này, cần hạ nhân chiếu cố. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta ngụy trang thành hạ nhân đi theo vào. Trương Huyền nói. Ngươi là lão sư ta, sao có thể? Trương Cửu Tiêu khó xử, xem lão sư như hạ nhân, là đại bất kính. Ngươi bây giờ tu luyện, dù đã trải qua thôi diễn, nhưng còn có rất nhiều sai lầm, thật muốn nhanh chóng phá cảnh giới cao hơn, còn cần ta hiện trường chỉ điểm. Trương Huyền nói. Nguyên thần của đối phương đã trải qua huyết trì, mặc dù đã thôi diễn tu vi đến nhập hư cảnh đỉnh phong. Lần nữa tu luyện xem như xe nhẹ đường quen, nhưng chân chính tu luyện, sẽ còn có đủ loại vấn đề, nhất định phải có hắn ở một bên tự mình chỉ điểm, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Tốt ha! Biết ý tứ của lão sư, Trương Cửu Tiêu dừng lại một chút, gật đầu đồng ý. Nhẹ nhàng vụt qua, dung mạo của Trương Huyền không còn bộ dáng trước đó, biến thành một trung niên khô héo. Thuật ngụy trang của hắn, dù cao minh, nhưng Trương gia cao thủ nhiều như mây. Giả dạng làm một hạ nhân, không ai chú ý, không phát hiện được, nếu ngụy trang thành Trương Cửu Tiêu, đi tham gia tranh tài, hẳn là rất nhanh sẽ bị phát giác. Đệ nhất gia tộc, nếu như ngay cả chút thủ đoạn ấy cũng không có, chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Nguyên nhân chính là như vậy, tuy hắn ấm ức Trương gia hành động, cũng chỉ có thể giúp Trương Cửu Tiêu tăng cao tu vi, để hắn thế chỗ ra tay, mà không phải mình tiến lên. Ngụy trang xong xuôi, thấy mình cũng nhìn không ra. Lúc này Trương Cửu Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn đường, thẳng tắp bay về phía diễn võ trường. Đúng rồi, huyết mạch của ngươi, trước đó bình thường, bây giờ trở nên tinh thuần như thế, tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng, nếu không, không cách nào giải thích. Trương Huyền bàn giao. Huyết mạch tấn cấp, toàn bộ gia tộc trên đại lục đều sẽ điên cuồng, một khi tiết lộ tin tức, sẽ thật sự phiền toái. Coi như bầy gia Dương Sư, cũng ngăn cản không nổi. Hiện tại chỉ là gia tộc thi đấu. Thực lực đầy đủ là được, không cần thiết thi triển lực lượng huyết mạch. Yên tâm đi, lão sư. Cũng biết chuyện nghiêm trọng, vẻ mặt Trương Cửu Tiêu nghiêm túc nhẹ gật đầu, hai người một trước một sau, nhanh chóng bay về phía diễn võ trường. Trương gia diễn võ trường, tất cả con cháu Trương gia, toàn bộ hội tụ. Chương 2765, thi đấu bắt đầu 2. Đại trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhìn tất cả con cháu, tinh khí thần bay thẳng trời cao. Mang theo một cỗ khí thế vô địch, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dưới tình huống bình thường, một vài gia tộc lớn, kèm theo thời gian trôi qua, sẽ vàng thau lẫn lộn,
khó mà khống chế, Trương gia kinh nghiệm vài vạn năm truyền thừa, dù cũng có chút con cháu hoàn khố, nhưng trên tổng thể mà nói, tất cả đều tích cực hướng lên. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể thanh danh khắp thiên hạ, trước sau là đệ nhất gia tộc, không người nào có thể dung chuyển. Lần thi đấu này, mặc kệ phụ tu, mặc kệ tài năng, chỉ cần thực lực. Thực lực mạnh, vào, thực lực yếu, lui. Chư vị có thể mỗi người thi triển thủ đoạn, có điều, một khi bị phát hiện sử dụng kịch độc, phù hồn, thủ đoạn hèn hạ danh sư đường không cho phép, không chỉ đào thải, còn sẽ bị trừng phạt. Thanh âm vang vọng bốn phía, ánh mắt của đại trưởng lão như điện. Vâng. Dưới đài cùng kêu lên trả lời. Trong tộc tỷ thí, nắm giữ ma âm, có thể thi triển, nắm giữ thiên công, thuần thú, đều có thể sử dụng. Nhưng hạ độc gì đó, khẳng định không được, nếu không, cái gọi là công bằng, sẽ không còn ý nghĩa. Được rồi, tỷ thí bắt đầu. Rầm. Kèm theo thanh âm vang lên, tám cái lôi đài của diễn võ trường đồng thời bắt đầu, từng con cháu Trương gia, nghe được tiếng la nhao nhao nhảy lên đài cao. Lôi đài chữ đinh số 4, Trương Lâm Thanh đối chiến Trương Cửu Tiêu. Sau 3 trận tỷ thí, một trưởng lão phụ trách hô lên. Phần phật, Trương Lâm Thanh nhảy lên đài cao, thân thể vụt qua, phóng ra lực lượng, thánh vực lục trọng, lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Hắn là con cháu hạch tâm tít ngoài rìa, bình thường không chiếm được tài nguyên tốt, nhưng so sánh với Trương Cửu Tiêu, vẫn mạnh hơn quá nhiều. Trương Cửu Tiêu đâu, chẳng lẽ không dám lên? Nhìn quanh một vòng, mí mắt của Trương Lâm Thanh có chút nâng lên. Đối thủ này, trước đó chuyên môn nghe qua, một con cháu bảng chi, không biết đi vận khí cứt chó gì, may mắn vào thánh tử điện mới được mời, nếu không, loại thân phận này, ngay cả cửa cũng vào không được. Cho nên, trận đấu này, hắn thấy chỉ là chạy theo hình thức mà thôi, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tấn cấp, không cần tiêu tốn quá nhiều công phu. Thực lực của hắn, ta biết, chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong, nghe được đối chiến là Lâm Thanh, đoán chừng sợ choáng váng, đi ra cũng không dám. Bàng chi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Phong thần trưởng lão, ta cảm thấy tên này khẳng định không dám tới, trực tiếp xử thua đi. Thấy Trương Cửu Tiêu cái bóng cũng không phát hiện, dưới đài một hồi xôn xao. Một con cháu bàng chi, coi như tới, cũng chạy theo hình thức, còn không bằng trực tiếp phán định nhận thua, không cần thiết ở trên đây lãng phí thời gian. Trương gia, dù sao cũng là thiên hạ của hạch tâm đệ tử bọn họ. Chờ một chén trà thời gian, nếu như không đến, coi như bỏ quyền. Phong thần trưởng lão chủ trì tranh tài đưa tay, áp chế bốn phía thảo luận, thản nhiên nói. Tám cái lôi đài, trên mỗi cái đều có một vị trưởng lão chủ trì, bảo đảm tranh tài công bằng, công chính. Vị Trương Cửu Tiêu này, báo danh tham gia thi đấu, dù hiện tại không xuất hiện, cũng cần chờ thêm một đoạn thời gian, mới có thể phán định bỏ quyền. Còn cần chờ cái gì? Khẳng định là sợ hãi không dám xuất hiện. Chờ vài phút không có gì, nói thật, ta ngược lại thật muốn nhìn bộ dáng hắn tới, bị điên cuồng đánh một trận thê thảm. Dưới đài con cháu hạch tâm đều nhẹ nhàng cười một tiếng, từng cái lộ ra khinh thường. Con cháu bàng chi, trong mắt bọn hắn, không có bất kỳ thân phận gì, không đáng giá nhắc tới. Xem ra là thật không dám tới. Trong tiếng nghị luận, thời gian từ từ trôi đi, rất nhanh một chén trà thời gian sắp kết thúc, thấy bốn phía trống rỗng, quả thực không ai đến đây. Lúc này phong thần trưởng lão mới lắc đầu, cao giọng tuyên bố. Trương Cửu Tiêu bỏ quyền, Trương Lâm Thanh thu hoạch. Thật không tiện, tới chậm. Ngay thời điểm hắn sắp phán định, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh anh tuấn cao gầy rơi xuống. Chương 2766, trận đầu chiến thắng 1. Chân khí sao động, chấn mặt đất khói bụi cuốn lên, Trương Cửu Tiêu xoa xoa mồ hôi trên đầu. May mắn thời khắc mấu chốt, lão sư mang theo hắn phi hành một đoạn thời gian, nếu không chỉ sợ thật sẽ muộn. Quay đầu nhìn dưới đài, chỉ thấy lão sư ngụy trang trung niên nhân, đang đứng ở trong góc không làm cho người chú mục, mỉm cười, lúc này mới nhìn về phía Trương Lâm Thanh. Coi như kịp. Kịp lại như thế nào? Cười nhạo một tiếng, Trương Lâm Thanh lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, Trương Cửu Tiêu không hiểu. Đối phó ngươi, ta một chiêu là đủ rồi. Nhàn nhạt nhìn qua, trên mặt Trương Lâm Thanh tràn đầy ngạo nghễ. Coi như người đột phá đến lĩnh vực cảnh sơ kỳ, thực lực có tăng lên, nhưng với ta mà nói, không tính là gì, hiện tại liền để ngươi biết, con cháu bảng chi, cùng hạch tâm chênh lệch, rốt cuộc ở nơi nào. Nói xong, tiến về phía trước một bước, trên đài cao thời gian nháy mắt liền xuất hiện 6 huyễn ảnh, bàn tay nhẹ nhàng đè ép, lực lượng hung mạnh ép tới. Công kích của hắn,
thoạt nhìn không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng bao phủ không gian bốn phía, để cho người ta trốn không thoát. Lợi hại! Trương Cửu Tiêu âm thầm gật đầu. Không hổ là con cháu hạch tâm, mỗi một cái đều không thể khinh thường. Đổi lại lĩnh vực cảnh sơ kỳ khác, gặp phải loại tình huống này, khả năng thật sẽ luống cuống tay chân, nhưng Trương Cửu Tiêu thân ở huyết trì, nguyên thần đã tu luyện đến thánh vực thất trọng đỉnh phong, ánh mắt kiến thức, cùng lý giải võ đạo, so với bọn người Trương Thuần không kém chút nào, đương nhiên sẽ không bị loại chiêu số này làm cho mê hoặc. Bàn chân nhẹ nhàng đạp mạnh, bỗng nhiên bay về phía sau, tay trái nắm linh thạch tuyệt phẩm cũng chưa mở ra, tiếp tục điên cuồng hấp thu linh lực. Hắn lui về phía sau tốc độ không nhanh, lại làm cho tất cả công kích cùng hậu chiêu của Trương Lâm Thanh mất tác dụng. Một chiêu đối công, không làm bị thương mảy may. Có chút thủ đoạn, có điều, cũng chỉ như vậy mà thôi. Không nghĩ tới, vị đệ tử Bàng Chi không chút thu hút này, lại nhẹ nhõm tìm được thiếu hụt trong công kích của hắn, tránh thoát khỏi, khuôn mặt của Trương Lâm Thanh trở nên tái mét, lông mày nâng lên, biến trưởng thành bắt, lăng không vẽ tới. Xì 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 xì, lòng bàn tay tuôn ra lực lượng, Trương Cửu Tiêu cảm thấy thân thể giống như bị dây thừng trói lại, kìm lòng không được áp sát đối phương. Biết một khi cận thân, lại khó chạy trốn, hít sâu một hơi, Trương Cửu Tiêu không áp chế, linh khí của linh thạch tuyệt phẩm trong lòng bàn tay giống như sông lớn tuôn vào thân thể. Đột phá! Quát to một tiếng, khí tức toàn thân xông vào mây xanh, ngay sau đó lực lượng toàn thân liên tục tăng lên, thời gian nháy mắt đã đột phá lĩnh vực cảnh sơ kỳ, xông vào trung kỳ. Tu vi đạt tới lĩnh vực cảnh trung kỳ, lực lượng cùng khí thế đều tăng lên tiếp cận gấp đôi, thân hình tiến lên ngừng lại, dần dần trở nên vững chắc. Còn có thể đột phá. Trương Lâm Thanh sững sờ, mắt sáng lên. Căn cứ tin tức hắn biết, Trương Cửu Tiêu nhiều nhất xuất khiếu cảnh đỉnh phong, cách lĩnh vực cảnh còn một đoạn, mới vừa phát hiện đột phá, cũng có chút khiến người ngoài ý, không nghĩ tới còn có thể tiếp tục. Bất quá, coi như đạt tới lĩnh vực cảnh trung kỳ, lại như thế nào? Cùng đỉnh phong, còn có một khoảng cách rất lớn. Lâm Trận mới mài gươm, không còn kịp rồi. Cười lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, lực lượng trong lòng bàn tay lần nữa bạo tăng. Chi chi chít chít. Mặt đất xuất hiện khe rãnh, Trương Cửu Tiêu lần nữa không kiên trì nổi, bị lôi kéo chậm rãi hướng về phía trước. Đối phương không chỉ lĩnh vực cảnh đỉnh phong, còn chìm đắm không biết bao lâu, sớm đã thuần thục công pháp và lực lượng, giờ phút này thi triển ra, không có chút trúc chắc, khó mà chống cự. Kịp hay không? Không phải ngươi nói tính toán. Chương 2767, trận đầu chiến thắng 2. Cổ tay khẽ đảo, thu linh thạch tuyệt phẩm vào nhẫn, Trương Cửu Tiêu cười lạnh, hai chân đột nhiên đạp mạnh. Ầm ầm, mặt đất xuất hiện hai cái hố to, hai chân rơi vào trong đó, thân hình tiến lên nhất thời ngừng lại. Lĩnh vực cảnh sơ kỳ, đối kháng đối phương khả năng còn chống lại không nổi, trung kỳ. Đầy đủ, đối phương xem như đệ tử hạch tâm có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng hắn thời khắc này huyết mạch càng thêm tinh thuần, vượt qua hai tiểu cấp bậc mà thôi, không khó lắm. Không nghĩ tới đối phương ngừng lại, tùy ý hắn dùng hết toàn lực, cũng xé rách bất động, vẻ mặt của Trương Lâm Thanh lần nữa trầm xuống, không còn coi thường, thân thể vụt qua, một quyền oanh kích tới. Tuy nội tâm có chút xem thường con cháu Bàng Chi, nhưng liên tục hai chiêu, đã biết không dùng hết toàn lực, ai thắng ai thua còn chưa biết được, nên không còn lòng khinh thị. Nắm đấm nghiền ép về phía trước, trước mắt lập tức xuất hiện lực lượng xung kích, không khí phát ra thanh âm kẹt kẹt, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác. Là võ kỹ thánh vực thượng phẩm, liệt ngân quyền. Một quyền đánh ra, không khí xuất hiện vết rách, là tu luyện giả dùng phương pháp đặc thù trong nháy mắt kích phát lực lượng toàn thân, uy lực cực lớn, khó lòng phòng bị. Đây là bí pháp con cháu hạch tâm mới có thể tu luyện, con cháu chi nhánh, thấy cũng chưa thấy qua, xem hắn làm sao ngăn cản. Đám người đều tập trung ánh mắt ở trên người Trương Cửu Tiêu, muốn nhìn một chút, gia hỏa đến muộn kia làm sao nghênh địch. Không quan tâm đám người thảo luận, Trương Cửu Tiêu không có bất kỳ căng thẳng cùng gợn sóng gì, ngược lại chậm rãi nhắm mắt. Trong thần thức, quyền pháp đối phương công kích tới, tốc độ càng ngày càng chậm, giống như người già đánh thái cực. Đây là chỗ tốt của huyết mạch tinh thuần. Hít sâu một hơi, mỉm cười. Tuy không kích hoạt huyết mạch, nhưng huyết mạch hòa vào toàn thân. Đã để hắn có biến hóa thoát thai hoán cốt. Dù chiêu số của đối phương thần kỳ, nhưng ở trong mắt hắn, giống như thả chậm thời gian, có thể tùy tiện dò xét khuyết điểm. Lão sư nói qua, đối mặt loại công kích này, chỉ cần công chỗ hiểm, phá phòng ngự là đủ. Lời của lão sư ở trong lòng chảy xuôi, chập ngón tay làm kiếm, Trương Cửu Tiêu nhắm về một chỗ, nhẹ nhàng nhấn tới.
Rầm. Ngón tay còn chưa tới trước mặt Trương Lâm Thanh, Liệt Ngân Quyền đã xuất hiện vết rách, giống như thủy tinh vỡ vụn, mới vừa rồi trên mặt còn tràn đầy tự tin kiêu ngạo, lộ ra hoảng sợ khó có thể tin. Bành. Bị điểm trúng ngực, Trương Lâm Thanh từ không trung rơi trên mặt đất, kinh mạch toàn thân đau đớn, nhịn không được nữa, máu tươi phun mạnh ra. Ngươi, ngươi. Vội vàng ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía đệ tử Bàng Chi trước mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Liệt Ngân Quyền của hắn uy lực bao lớn, biết rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường, thánh vực thất trọng nhập hư cảnh sơ kỳ cũng không dám đón đỡ, hiện tại. Đối phương không chỉ tiếp, còn nhẹ nhàng phá vỡ. Từ một chiêu này cũng có thể thấy được, đối phương bất kể ánh mắt hay kiến thức, đều đã vượt xa hắn. Thật sự là Bàng Chi, làm sao có thể cường đại như vậy? Người thua. Biết đối phương chấn kinh cái gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Cửu Tiêu chắp hai tay sau lưng, mang theo cao cao tại thượng, tràn đầy thản nhiên. Hắn bên này một mặt ngạo khí, dưới đài Trương Huyền sắp tức điên. Hừ, rõ ràng một chiêu có thể giải quyết, lại phải dùng ba chiêu. Làm sao thu đồ đệ không đáng tin cậy như thế? Chương 2768, ta có thể đột phá AH. 1. Trương Huyền tức giận thổ huyết, dưới đài rất nhiều con cháu hạch tâm, thì từng cái há to miệng, nói không ra lời. Theo bọn hắn nghĩ, một con cháu Bàng Chi mà thôi, hơn nữa thực lực thấp nhiều như vậy, chỉ cần Trương Lâm Thanh ra tay, tất nhiên sẽ tại chỗ tan tác, nằm mơ cũng không nghĩ đến, trong vòng ba chiêu giải quyết chiến đấu, một phương bại lại là người sau. Trương Cửu Tiêu chiến thắng. Cũng không nghĩ tới kết quả này, Phong Thần trưởng lão sửng sốt một chút, ngay sau đó tuyên bố. Cả hai tu vi tương đương, không tỉ thí không cách nào xác nhận thắng thua, nhưng chênh lệch lớn như thế, còn bị một chỉ đánh bại, coi như sống nhiều năm như vậy, cũng được cho hiếm thấy. Bất quá, trên sân tỉ thí, tình huống gì cũng có thể phát sinh, không ít cường giả bị người yếu đánh tan, bởi vậy loại kết quả này, dù kỳ lạ, nhưng cũng không cảm thấy chấn kinh. Trận tiếp theo, Trương Lân đối chiến Trương Phong Vân. Sau khi chiến thắng, Trương Cửu Tiêu đi xuống dưới đài, ngồi nghỉ ngơi, lần nữa lấy ra linh thạch tuyệt phẩm, không ngừng hấp thu linh khí, chuyển hóa lực lượng. Hiện tại thiếu hụt chính là thời gian, không thể lãng phí từng phút từng giây. Bên này tu luyện, Trương Lâm Thanh bị đỡ xuống lôi đài, một đám đồng bạn vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Một người trẻ tuổi hỏi. Hai bên giao chiến tốc độ cực nhanh. Địa phương Trương Cửu Tiêu xuất thủ lại là vị trí sơ hở của đối phương, dưới đài không ít người đều không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái tên này có chút kỳ lạ. Trương Lâm Thanh lắc đầu. Nói thật, hắn đến bây giờ cũng không hiểu rõ, đến cùng tại sao thua. Tu vi cao hơn đối phương, công pháp cao hơn đối phương, thực lực cao hơn đối phương, nhưng xuất hiện kết quả này, đi xuống đài, cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đường đường con cháu hạch tâm bại bởi một Bàng Chi tu vi thấp hơn mình. Lâm Thanh, người cũng coi như mở tiền lệ cho con cháu hạch tâm chúng ta. Một thanh niên hừ lạnh đi tới. Trương Quyền Nghĩa, người có ý tứ gì? Vẻ mặt Trương Lâm Thanh âm trầm xuống. Không có ý tứ gì, chẳng qua cảm thấy mất mặt mà thôi. Trương Quyền Nghĩa hừ lạnh. Ngươi! Trương Lâm Thanh siết chặt nắm đấm. Trương Quyền Nghĩa này, cùng hắn một chi mạch, bình thường liền không ít cãi lộn, dù tức giận, nhưng bại thảm như vậy, muốn phản bác cũng nói không ra lời. Hít sâu vài hơi, cố ép tức giận xuống, nói. Trương Cửu Tiêu này, không dễ dàng như vậy, nếu như ta nhớ không lầm, trận tiếp theo hẳn là đối chiến ngươi, nên cẩn thận chút. Cẩn thận, đối phó một tiểu gia hỏa mới vừa đột phá lĩnh vực cảnh trung kỳ, ta cần cẩn thận sao? Trương Quyền Nghĩa hừ lạnh, một cỗ khí tức vô địch thả ra ngoài. Nửa bước nhập hư cảnh. Con người của Trương Lâm Thanh co rụt lại. Hắn cùng đối phương thường xuyên chiến đấu. Thực lực không kém bao nhiêu, làm sao một đêm không thấy, tên này đã đột phá. Nửa bước nhập hư, cùng lĩnh vực cảnh chỉ kém một tiểu cấp bậc, trên thực tế lại cách một trời một vực, không thể so sánh nổi. Không sai, võ giả, mạnh nhất là thực lực, kỹ xảo, võ kỹ gì, ở dưới lực lượng tuyệt đối, cũng không tính là cái gì. Vừa rồi chiêu Liệt Ngân Quyền kia của ngươi, nếu như dùng thực lực nửa bước nhập hư cảnh thi triển, hắn có khả năng phá giải sao? Sống lưng ưỡn lên thẳng tắp. Trương Quyền Nghĩa cười lạnh. Cái này, thân thể Trương Lâm Thanh cứng đờ. Đối phương nói không sai, nếu như vừa rồi lực lượng của hắn mạnh hơn mấy phần, coi như đối phương đánh chúng vào điểm này, ngón tay cũng sẽ bị lực lượng vặn gãy, căn bản không có khả năng phá giải. Yên tâm đi, tuy người ta xưa nay không hòa thuận, nhưng cùng một chi mạch, bị người khi dễ, vẫn sẽ giúp người báo thù. Hất lên ống tay áo,
lạnh lùng nhìn về phía Trương Cửu Tiêu, ánh mắt Trương Quyền Nghĩa sáng lên. Chương 2769, ta có thể đột phá AH. 2. Một lát nữa đối chiến, ta sẽ không giống ngươi lòng dạ mềm yếu, một chiêu đánh bại hắn. Nghe hắn hứa hẹn như vậy, Trương Lâm Thanh thở phào nhẹ nhõm. Trương Quyền Nghĩa cùng hắn giao chiến nhiều năm, biết rõ thực lực cao thấp, hiện tại càng đột phá ràng buộc, chỉ cần ra tay, không cần nghĩ, con cháu bảng chi kia nhất định tại chỗ tan tác. Dùng đan dược, ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi, tiếp cận nửa canh giờ, vòng tỉ thí thứ hai bắt đầu, hai người quả nhiên đối chiến cùng một chỗ. Giống như Trương Quyền Nghĩa nói, vừa vào sân hắn liền thi triển ra toàn lực, cũng không biết là vô tình hay cố ý, vẫn là liệt ngân quyền. Quyền phong xuất hiện, phòng ấn bốn phía lôi đài bị sao động bay phất phới, Trương Cửu Tiêu nhíu mày, lần này không có tấn công, mà né tránh qua. Tránh được sao? Cười lạnh, năm ngón tay mở ra, Trương Quyền Nghĩa đạt tới nửa bước nhập hư cảnh, lực lượng chèn ép bốn phía như lồng giam, thần thức cũng phóng thích không ra. Xem ra loại thực lực này, ngăn cản không nổi. Mắt thấy bàn tay lập tức rơi vào trên người đối phương, chỉ thấy khóe miệng Trương Cửu Tiêu nâng lên, cười nhạt một tiếng, giống như nói một mình, lại giống là thuận miệng nói bậy. Vậy liền đột phá đi. Ầm ầm. Trương Quyền Nghĩa còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy một cỗ khí tức áp to lớn bước tới, gia hỏa đối diện chỉ có lĩnh vực cảnh trung kỳ, nháy mắt đã đột phá cấp bậc này, đạt tới lĩnh vực cảnh hậu kỳ. Tu vi tiến bộ, lực lượng lần nữa bạo tăng, Trương Cửu Tiêu trở tay một quyền tiến lên đón. Bành! Quyền trưởng giao kích, hai người đồng thời lui về phía sau. Làm sao có thể? Con mắt trợn tròn, Trương Quyền Nghĩa dọa đến suýt chút nữa ngồi xuống đất. Cái tên này, lúc cùng Trương Lâm Thanh chiến đấu, hắn tận mắt thấy, mới vừa đột phá một tiểu cấp, làm sao có thể tiếp tục đột phá? Coi như quán đỉnh cũng không nhanh như vậy à? Ta không tin. Hàm răng cắn chặt, gào lên một tiếng, lần nữa lao đến. Lần này dùng không phải liệt ngân quyền, mà là võ kỹ hắn am hiểu nhất. Hô hô hô. Thời gian nháy mắt, trên đài tất cả đều là thân ảnh, tựa như một vòng tròn giam Trương Cửu Tiêu ở trong đó. Võ kỹ thánh vực thượng phẩm, bàn long thân công. Bộ võ kỹ này dung hợp huyền bí của trận pháp, một khi thi triển, Trương Lâm Thanh lúc cùng cấp bậc cũng khó mà chống lại, coi như đối phương đột phá, cũng chỉ lĩnh vực cảnh hậu kỳ, căn bản không có khả năng chạy ra. Tốc độ thật nhanh. Trương Cửu Tiêu bị vây ở giữa, cảm thấy linh khí không thể hấp thu, có chút mê muội, lông mày nâng lên, trở nên ngưng trọng. Có thể ép ta thi triển chiêu này, coi như thua, cũng đủ để kiêu ngạo. Thấy biểu tình của hắn, Trương Quyền Nghĩa cười lạnh, bàn tay duỗi ra. Thình thịch, lập tức cảm thấy ngực khó chịu, Trương Cửu Tiêu liên tục chịu mấy chưởng. Kha kha, yên tâm đi, ta sẽ không đánh bại ngươi dễ dàng, ta sẽ từng chút một để ngươi biết. Con cháu hạch tâm uy nghiêm, không phải một bàng chi nho nhỏ có thể khinh nhờn. Vừa nói chuyện, vừa tiến hành công kích, Trương Cửu Tiêu trong lúc nhất thời không tìm được phương pháp đánh trả, có chút luống cuống tay chân. Ngươi không phải biết đột phá ư, có bản lĩnh tiếp tục a. Liên tục mấy chiêu, đánh thanh niên khuôn mặt khó coi, Trương Quyền Nghĩa cười ha ha. Không phải mới vừa đột phá rất vui vẻ sao, làm sao hiện tại không được. Đúng rồi, ta có thể đột phá. Vỗ trán một cái, mặt mũi Trương Cửu Tiêu bất đắc dĩ, ngay sau đó Trương Quyền Nghĩa còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy gia hỏa bị nhốt ở trung tâm, khí tức lần nữa bạo tăng, nửa cái hô hấp đã đột phá lĩnh vực cảnh hậu kỳ ràng buộc, đạt đến đỉnh phong. Sau một khắc, cổ cứng đờ, liền bị đối phương nắm, nhấc lên, như nắm một con thỏ. Chương 2770, đột phá như uống nước thượng một. Không nghĩ tới tên này mới vừa đột phá xong, còn có thể tiếp tục. Hơn nữa một chiêu nắm cổ hắn, Trương Quyền Nghĩa liều mạng giãy giụa, như một con cá rơi vào trên bờ. Mới vừa ở trước mặt Trương Lâm Thanh khoe khoang khoác lác liền xuất hiện kết quả này, nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Đây thật là bàng chi, xem như mấy cái cường hãn nhất hạch tâm, cũng không có loại năng lực đột phá kinh khủng này a. Liên tục đột phá hai cấp. Trương Lâm Thanh ở dưới đài đang quan sát thân thể lung lay, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Còn tưởng rằng lúc cùng hắn tỷ đấu đã cực hạn, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, vừa chiến đấu vừa đột phá. Đã nắm giữ thực lực tương đương hắn. Vì xung kích lĩnh vực cảnh đỉnh phong, hắn hao phí 2 năm thời gian, hao tốn vô số, đối phương nửa canh giờ liền làm được. Có còn là người hay không? Dưới đài một hồi yên lặng, ngay cả chủ trì phong thần trưởng lão cũng ít hầu phát khô. Ở gia tộc nhiều năm như vậy, gặp qua không ít thiên phú tuyệt cao, lúc chiến đấu có thể đột phá cũng không ít.
nhưng... Nói đột phá đã đột phá, liên tiếp nhiều cấp bậc như vậy, còn là lần đầu tiên. Đây cũng không phải thiên phú, mà là yêu nghiệt. Thằng ngu này, dựa theo ta chỉ điểm, hiện tại hẳn đã xung kích nhập hư cảnh, mới lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Dạy thế nào ra một đệ tử ngu ngốc như vậy? Khác biệt đám người chấn kinh, Trương Huyền thì tiếp tục mắng chửi, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Huyết mạch của Trương Cửu Tiêu trở nên tinh thuần, lại trải qua huyết chỉ kích hoạt, phối hợp hắn truyền thụ cho thiên đạo công pháp tinh giản, chỉ cần tu luyện, tất nhiên sẽ không ngừng đột phá, hơn nửa canh giờ, mới ba tiểu cấp bậc, quá chậm. Sớm biết tên này vụng về như vậy, liền không thu làm thân truyền. Mất mặt a hát, mất mặt. Đài cao, đại trưởng lão đang vuốt tròm râu, một lão giả vội vã đi tới trước mặt, hạ giọng nói thứ gì. Ngươi nói, một con cháu bàng chi, liên tục thắng lợi. Vâng. Lão giả gật đầu. Vị này tên là Trương Cửu Tiêu, lần đầu tiên đối chiến Trương Lâm Thanh, người sau lĩnh vực cảnh đỉnh phong, mà hắn chỉ có lĩnh vực cảnh sơ kỳ, nhưng trong quá trình chiến đấu, đột nhiên đột phá ràng buộc, đánh bại đối thủ. Chiến đấu đột phá, nói rõ tâm trí rất tốt, không ít thiên tài cũng có thể làm đến, xem ra Trương Cửu Tiêu này, dù chỉ là bàng chi, nhưng là thiên tài không kém. Nhẹ gật đầu, đại trưởng lão lộ ra vẻ hài lòng. Tộc nhân ưu tú, đối với hắn mà nói cũng là một loại an ủi. Trận thứ hai, đối chiến Trương Quyền Nghĩa, lần nữa đột phá, đạt đến lĩnh vực cảnh hậu kỳ, ép Trương Quyền Nghĩa thi triển ra võ kỹ thánh vực thượng phẩm, chuyển long bàn thân công. Lão giả nói tiếp, chuyển long bàn thân công ở trong võ kỹ thánh vực thượng phẩm, cũng tính là khá cao, Trương Quyền Nghĩa này ta gặp qua, có thể tu luyện thành công, thiên phú rất tốt. Đại trưởng lão lần nữa gật đầu, mang theo nghi ngờ nhìn qua. Bộ võ kỹ này, mượn nhờ lực lượng huyết mạch, tốc độ cực nhanh, tuy lực công kích hơi yếu, nhưng thi triển tốt, nắm giữ năng lực vượt cấp khiêu chiến, hắn chỉ là lĩnh vực cảnh hậu kỳ, như thế nào thắng được. Nếu như không nhìn lầm, Trương Quyền Nghĩa đã là nửa bước nhập hư cảnh. Cái này, Trương Cửu Tiêu cảm thấy không cách nào vượt qua, lại đột phá, đạt đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Lão giả cười khổ. Lại đột phá. Đại trưởng lão cứng đờ. Ý của ngươi là nói. Trương Cửu Tiêu ở sáng sớm hôm nay, từ lĩnh vực cảnh sơ kỳ, liên tục đột phá ba cấp bậc, thành cao thủ đỉnh phong. Không chỉ như vậy, từ tộc nhân khác lấy được tin tức, đêm qua chỉ là xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Lão giả nói, xuất khiếu cảnh đỉnh phong, chỉ một đêm, đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, chọn một đại cấp. Người này ở đâu? Không kìm nén được nữa, đại trưởng lão vội vàng nhìn qua. Ngay ở lôi đài chữ Đinh, hiện tại đang cùng Trương Ninh Tân tỉ thí. Trương Ninh Tân, cháu trai thiên tài của Vô Tiêu trưởng lão, hình như đã tới nhập hư cảnh sơ kỳ. Quay đầu nhìn về phía lôi đài chữ Đinh, nhận ra một vị đang chiến đấu trên đài, đại trưởng lão nói. Vâng, người hắn đối diện là Trương Cửu Tiêu. Lão giả giải thích. Chương 2771, đột phá như uống nước thượng hai. Đại trưởng lão nhìn sang, ngay sau đó nhìn thấy một thanh niên 26 tuổi, đang cùng Trương Ninh Tân đối chiến. Thanh niên này tu vi chỉ có lĩnh vực cảnh đỉnh phong, hơn nữa dường như không tu luyện qua võ kỹ cao minh, dẫn đến lực công kích hơi không đủ, nhưng lý giải cùng ứng biến chiến đấu cực kỳ tinh diệu, Trương Ninh Tân công kích hung mãnh, đổi lại người khác, khẳng định đã sớm không kiên trì nổi, nhưng hắn có thể ở thời khắc mấu chốt tránh thoát, để cho người ta khó mà tin được. Không đúng, dựa theo tình huống hắn tránh né, hẳn là trước thời hạn nhìn ra Trương Ninh Tân công kích, nhưng vì sao không tiến hành phản kích? Nhìn một hồi, đại trưởng lão nhăn mày. Hai người chiến đấu đã qua mười mấy chiêu, tuy tu vi của Trương Ninh Tân cao hơn hai tiểu cấp, lại tựa hồ như không chiếm được bất kỳ tiện nghi, mỗi một lần xuất chiêu, đều bị đối phương nhìn thấu, trước thời hạn tiến hành tránh né, chỉ là... Đã có thể tránh né, vì sao không phản kích? Hai bên chiến đấu, chỉ có phản kích mới có thể thay đổi thế yếu, một mực tránh né, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Hẳn không có cách nào phản kích, dù sao thực lực bày ở nơi đó. Cũng nhìn ra vấn đề, lão giả trần chờ một chút nói. Không có cách nào. Đại trưởng lão sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không đúng, hắn không phải không có phương pháp, mà là. Nói đến đây, bờ môi run rẩy, dường như chính hắn cũng không dám tin tưởng suy đoán trong lòng. Cái gì? Lão giả nghi ngờ nhìn qua. Mà là, không phóng thích lực lượng, muốn tích góp xuống, xung kích. Nửa bước nhập hư cảnh. Đại trưởng lão siết chặt nắm đấm. Xúc tích lực lượng.
Lão giả ngẩn ngơ. Không phải vừa rồi đột phá lĩnh vực cảnh đỉnh phong ư? Chính bởi vì vừa mới đột phá, lực lượng đã phát tiết một lần, cho nên hắn một mực tránh né, giảm bớt lực lượng hao tổn, mục đích chỉ có một, xung kích cảnh giới cao hơn. Yết hầu phát khô, đại trưởng lão chỉ về phía trước. Ngươi nhìn hắn tay trái, từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, liền không buông lỏng. Lão giả gật đầu. Vừa rồi dù Trương Cửu Tiêu gặp phải nhiều lần nguy hiểm, tay trái vẫn luôn nắm chặt không buông ra. Vốn cho rằng là đòn sát thủ gì, thấy thật lâu không buông, nên không để ý nào 74. Lòng bàn tay của hắn, là một linh thạch tuyệt phẩm. Đại trưởng lão nói. Lão giả sửng sốt một chút, thần thức vội vàng tản ra, quả nhiên nhìn rõ ràng đồ vật trong tay đối phương, yết hầu phát khô. Đại trưởng lão y tứ, hắn vừa chiến đấu vừa tu luyện, còn không ngừng hấp thu lực lượng linh thạch. Đúng. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Gặp qua thiên tài lợi hại, cũng không có gặp qua quỷ dị, tự tin như vậy. Thời điểm vượt cấp chiến đấu, còn không ngừng tu luyện. Đây là không sợ chết, hay thật có lòng tin với mình? Người đây là tự tìm chết, vốn ta còn muốn che giấu, là ngươi bức ta. Đang chấn kinh, liền nghe Trương Ninh Tân quát to một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên kéo lên. Trương Ninh Tân cũng muốn đột phá. Thanh âm lão giả khàn khàn. Chương 2772, đột phá như uống nước hạ một. Chấn kinh Trương Cửu Tiêu vừa chiến đấu vừa tu luyện, còn tưởng rằng hắn sẽ đi trước đột phá, nằm mơ cũng không nghĩ đến, Trương Ninh Tân bắt đầu trước. Khí tức cường đại ở trên lôi đài sao động, từng đoàn linh khí mạnh mẽ hạ xuống từ trên trời, chui vào mi tâm của hắn, để thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, như một cự nhân. Trương Ninh Tân đã sớm đạt tới nhập hư cảnh sơ kỳ, vốn cho rằng 3 tháng trước có thể đột phá, không nghĩ tới áp tới hiện tại. Áp chế càng lợi hại, đột phá càng cường đại, vừa rồi Trương Cửu Tiêu không đỡ nổi, hiện tại đoán chừng càng không phải đối thủ. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong cùng nhập hư cảnh trung kỳ, chênh lệch quá xa, không thể so sánh nổi. Kha kha, tên này không phải có thể đột phá ư. Có bản lĩnh tiếp tục a hát. Dưới đài xôn xao. Sự tình Trương Cửu Tiêu liên tiếp đột phá, đã truyền khắp tất cả con cháu hạch tâm, danh tiếng lôi đài chữ đinh, giờ phút này hoàn toàn che đậy chữ giáp, không ít người đều nhìn lại. Vốn cho rằng, còn có thể nhìn thấy con cháu bảng chi kia tiếp tục đột phá, không nghĩ tới, Trương Ninh Tân đột phá trước. Chân khí trong cơ thể chảy xuôi, phát ra thanh âm giống như sông lớn, Trương Ninh Tân đứng ở giữa võ đài, hai mắt như điện, mang theo lạnh lùng. Một con cháu bảng chi, có thể ép ta thi triển ra át chủ bài. Quả thực đủ để kiêu ngạo. Phần phật. Không cần đối phương trả lời, lăng không bắt đến. Tu vi đạt tới thánh vực thất trọng nhập hư cảnh trung kỳ, lực lượng so với vừa rồi tăng lên tiếp cận gấp đôi, bàn tay còn ở trên không, Trương Cửu Tiêu liền cảm thấy như bị một bàn tay lớn nắm, bất kể giãy giụa như thế nào cũng chạy không thoát. Trước đó nhìn ra chiêu số thiếu hụt, trước thời hạn trốn tránh, giờ phút này cũng làm không được. Kẽo kẹt. Bị cầm tù ở trong trường lực của đối phương. Trương Cửu Tiêu lơ lửng giữa không trung, vô luận nhảy lên như thế nào, cũng chạy trốn không được. Ngươi không phải có thể đột phá ư, có bản lĩnh lại đột phá cho ta xem một chút. Trương Ninh Tân cười lạnh. Trong lĩnh vực cảnh liên tiếp đột phá, ngược lại cũng thôi, xung kích nhập hư cảnh, dính dáng lĩnh ngộ không gian, nào có dễ dàng như vậy. Nếu thực đơn giản như thế, tử đệ gia tộc dưới 30 tuổi, đạt tới loại cảnh giới này, cũng không đến mức ít như thế. Tính toán đâu ra đấy không cao hơn 50 người. Ta là muốn đột phá, chỉ là, có chút chi tiết, còn không có chủ tính tốt. Bị đối phương vây khốn, Trương Cửu Tiêu không có bất kỳ căng thẳng, mà lắc đầu, lông mày nhăn lại, mang theo ưu sầu. Không chủ tính tốt, đột phá còn cần chủ tính. Trương Ninh Tân sững sờ, cười nhạo. Không có cách nào đột phá, liền hết cách rồi, ít giả vờ giả vịt, tích lũy đạt tới, còn cần chủ tính cái gì? Buồn cười. Đột phá, là sự tình nước chảy thành sông, chỉ cần tích lũy đầy đủ, lĩnh ngộ đầy đủ, liền có thể trực tiếp đột phá, làm không được là làm không được, còn chủ tính. Nếu đột phá có thể chủ tính, chẳng phải người người đều là cao thủ. Ta thật là đang chủ tính. Thấy đối phương không tin, Trương Cửu Tiêu lắc đầu. Ít nói lời vô ích, nếu ngươi có bản lĩnh đột phá đi, tốt nhất lập tức bắt đầu, nếu không, lần tranh tài này, đến đây kết thúc. Lười nhác nói nhiều. Trương Ninh Tân hét lớn một tiếng, lực lượng tăng thêm. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Trên người Trương Cửu Tiêu xuất hiện thanh âm xương cốt bị ép, tựa như lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, bị bóp nát tại chỗ. Ai,
Ta thật sự là chủ tính, hy vọng có thể yên tĩnh xung kích cảnh giới cao hơn, không nên quá rêu rao, ngươi lại muốn ta đột phá. Trên thân thể truyền đến đau đớn, Trương Cửu Tiêu vẫn không hoảng hốt, mà bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tĩnh xung kích, quá mức rêu rao. Cái tên này đầu óc không có vấn đề chứ. Chương 2773, đột phá như uống nước hạ 2. Hắn hiện tại lĩnh vực cảnh đỉnh phong, liền xung kích nửa bước nhập hư cảnh, có cái gì rêu rao? Dưới đài xôn xao, từng cái lắc đầu. Quả nhiên là con cháu bàng chi, chưa thấy qua việc đời, xung kích nửa bước nhập hư mà thôi, hàng năm Trương gia không có 100, ít nhất cũng hơn 10, còn chưa từng nghe nói qua, loại thực lực này có tư cách rêu rao. Đại trưởng lão, hắn, thật có thể xung kích nửa bước nhập hư. Trên đài cao, lão giả nhìn lại. Mới từ lĩnh vực cảnh sơ kỳ một đường đột phá đến đỉnh phong, đến bây giờ một canh giờ cũng không có, liền muốn xung kích nửa bước nhập hư, thật có tu luyện nhanh như vậy. Ta cũng nhìn không thấu, dựa theo tình huống bình thường, mỗi một cấp bậc đều cần tích lũy hùng hậu, triệt để quen thuộc mới có thể tấn cấp cao hơn, một hơi đột phá nhiều như vậy, còn muốn xung kích đại cấp bậc, hẳn làm không được. Dừng lại một chút, đại trưởng lão phân tích, không phải không tin đối phương, mà là chưa từng thấy đột phá như vậy. Ầm ầm. Được rồi, cũng không thể tranh tài thua, không chủ tính. Đại trưởng lão chưa nói xong, Trương Cửu Tiêu ở trên đài, khuôn mặt lộ ra tiếc hận, hai tay mở ra, đột nhiên thân thể chấn động, ngay sau đó đám người dưới đài liền nghe nổ vang kịch liệt, lực lượng mạnh mẽ, giống như sấm rền nổ tung. Ngay sau đó, khí tức trên người hắn càng ngày càng cao, càng ngày càng cường đại, giống như bão tố không thể ngừng. Hô hô hô. Ngay sau đó bầu trời toàn bộ diễn võ trường, sắc trời âm trầm, một mảng lớn mây đen chậm rãi ngưng tụ. Cái này, cái này. Nhìn thấy trời u ám, sắc mặt đại trưởng lão trắng nhợt, thân thể kìm lòng không được lắc lư một cái. Đây không phải xung kích nửa bước nhập hư, mà là nhập hư cảnh chân chính. Chỉ có nửa bước nhập hư xung kích nhập hư cảnh, mới có thể xuất hiện lôi kiếp. Bây giờ đối phương lĩnh vực cảnh đỉnh phong vừa đột phá liền xuất hiện, nói rõ. Trực tiếp vòng qua nửa bước nhập hư, bắt đầu xung kích nhập hư cảnh sơ kỳ. Khó trách đối phương nói, muốn chủ tính một chút, xung kích nhập hư, sẽ có nhập hư kiếp, không chủ tính cũng không được a hát. Ầm ầm, đang chấn kinh, bầu trời đã tụ lôi điện, cuồn cuộn sôi trào, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Ngươi, Trương Ninh Tân cũng không nghĩ tới, đối phương có thể trực tiếp trùng kích nhập hư cảnh, hơn nữa đưa tới lôi kiếp, dọa đến bàn tay run rẩy, chân khí suýt chút nữa không thể khống chế tán loạn. Xem như lôi kiếp, ta cũng trước để cho ngươi thua. Ổn định lực lượng trong cơ thể, ánh mắt phát lạnh, nhịn không được cắn răng. Ầm ầm, lực lượng toàn thân công kích về phía Trương Cửu Tiêu. Bây giờ lôi kiếp còn chưa triệt để hội tụ, hắn phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước đánh bại đối phương, đánh không hề có lực hoàn thủ, lần tranh tài này liền thắng. Tạch tạch, trường lực của hắn còn chưa tới trước mặt đối phương, một tia chớp liền bổ xuống, trực tiếp rơi vào trên đầu, không ngừng phả ra khói xanh. Phốc, máu tươi phun ra, chân khí trong cơ thể sắp tán loạn, thân thể Trương Ninh Tân lay động, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Lôi đình còn không có ngưng tụ thành hình, lôi kiếp nhập hư cảnh, làm sao lại mạnh như vậy? Ai nói là lôi kiếp nhập hư cảnh? Trương Cửu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, lực lượng trong cơ thể đột nhiên sáng tối chập chờn, thanh âm giống như pháo nổ vang lên. Nhập hư cảnh sơ kỳ, nhập hư cảnh trung kỳ, nhập hư cảnh hậu kỳ, nhập hư cảnh đỉnh phong, nửa bước động hư cảnh, thời gian nháy mắt liền đạt đến nửa bước động hư, bắt đầu xung kích. Động hư cảnh chân chính, cái lôi kiếp này, lại là, động hư kiếp, chương 2774, không thể phục chế một. Động hư kiếp, cái này sao có thể? Một mạch đột phá hai đại cấp bậc, tất cả mọi người bối rối. Ngay cả vẻ mặt của đại trưởng lão cũng đỏ lên, nói không ra một chữ. Mới vừa rồi còn nói, đối phương xung kích nhập hư cảnh, gần như không có khả năng, làm sao cũng không nghĩ đến. Người ta trực tiếp trùng kích động hư cảnh. Thường nghe người ta nói, có chút người thiên phú lợi hại, đột phá như uống nước. Nhưng coi như uống nước, cũng không nhanh như vậy đi. Hắn thật sự là bàng chi, mà không phải tiểu thiên tài ngụy trang. Cái này, không có khả năng. Khuôn mặt trắng bệch, Trương Ninh Tân kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, giống như gặp quỷ. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong, trực tiếp trùng kích động hư cảnh. Khó trách đối phương nói làm sao chủ tính, không đến mức quá mức rêu rao, đây cũng không phải rêu rao,
mà là muốn dọa chết người. Vượt qua một đại cấp bậc, đến cùng làm sao làm được, vì từ nhập hư cảnh sơ kỳ tấn cấp đến trung kỳ, mệt chết không nói, hao tốn không biết bao nhiêu, đối phương thoáng cái đã đột phá. Mãnh liệt buồn bực sắp thổ huyết, làm sao so sánh, hắn so với Bàng Chi còn Bàng Chi, đối phương ngược lại giống như là hạch tâm trong hạch tâm. Cái này còn tạm được. Đám người khiếp sợ tột đỉnh, dưới đài Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi lúc đối phương tu luyện, hắn phát giác được, sau khi Trương Cửu Tiêu huyết mạch bạo tăng, trong cơ thể ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Lúc này mượn nhờ thư viện, nói cho đối phương biết phương pháp dẫn động cỗ lực lượng này, không nghĩ tới, một khi kích động, trực tiếp để hắn đột phá thánh vực thất trọng ràng buộc, bắt đầu xung kích động hư cảnh. Xem ra, đây là đêm qua kích hoạt huyết mạch phát sinh. Suy nghĩ phút chốc, liền hiểu được. Huyết mạch của đối phương, ở dưới thiên đạo chi thư trợ giúp, trở nên dị thường tinh thuần, chỉ sợ so với vị tiểu thiên tài trong truyền thuyết kia, cũng chỉ mạnh không yếu. Huyết mạch tinh thuần như thế, ở trong huyết chỉ không chỉ hấp thu thời gian chân giải tốc độ nhanh, triệt để kích hoạt, cũng sẽ giống như Triệu Nhã, Viên Đào lúc trước, trong nháy mắt để thực lực xuất hiện bùng nổ tăng thêm. Bởi vì đi vào huyết chỉ thời gian có chút ngắn, hơn nữa phần lớn đều là nguyên thần tu luyện, lực lượng kích hoạt trong cơ thể không có bị phát giác, đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, lúc này Trương Huyền mới ý thức được. Dùng phương pháp đặc thù dẫn đốt, không nghĩ tới, hiệu quả quả nhiên không tầm thường. Thoáng cái liền nhảy qua nhập hư cảnh ràng buộc, bắt đầu xung kích động hư. Bình thường huyết mạch của gia tộc, đều là từ nhỏ đã kích hoạt, hắn đến lĩnh vực cảnh mới bắt đầu. Lực lượng lớn có thể tưởng tượng được. Không hổ là huyết mạch của đệ nhất gia tộc. Cảm xúc một tiếng, Trương Huyền âm thầm hâm mộ. Trương Cửu Tiêu có thể xuất hiện đột phá như vậy, chủ yếu nhất là huyết mạch mạnh mẽ. Huyết mạch tinh thuần, phối hợp thêm lực lượng tổ tông lưu lại trong huyết trì, trong nháy mắt bùng nổ, liền có thể hiểu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, nguyên thần tu luyện qua pháp quyết nhập hư cảnh, có thể khống chế lực lượng sẽ không chảy loạn, nếu không, vượt cấp đột phá như vậy, rất dễ dàng gây nên thân thể khó chịu, làm không cẩn thận sẽ bạo thể mà chết. Huyết mạch là một nguyên nhân, một cái khác là tu luyện qua công pháp nhập hư cảnh, đã đạt tới trình độ thay đổi một cách vô tri vô giác. Nếu không, lực lượng cuồng bạo như vậy, bị dẫn đốt trong nháy mắt, còn không kịp phản ứng, sẽ nổ thành bột phấn. Có thể nói, Trương Cửu Tiêu có thể làm được điểm ấy, vận may, thời cơ, thiếu một thứ cũng không được, lại không có cách nào phục chế, thậm chí xem như hắn, muốn như vậy cũng làm không được. Ta cũng muốn nhanh đột phá một chút, nếu không, ngay cả học sinh cũng không sánh nổi, quá mất mặt. Cảm xúc xong, vẻ mặt Trương Huyền xấu hổ. Mới vừa truyền thụ học sinh, cũng mạnh hơn hắn, chẳng lẽ thật không thích hợp tu luyện, mà thích hợp làm giáo dục. Người bên cạnh, cả đám đều cường đại như vậy, để hắn tràn đầy cảm giác bị thất bại. Nếu không có Tôn Cường ở phía sau cản trở, sẽ cảm thấy mình có phải thích hợp tu luyện hay không. Chương 2775, không thể phục chế 2. Bất quá, công pháp nhập hư cảnh còn có một chỗ thiếu hụt. Nhớ tới siêu tập nửa ngày cũng không có công pháp hoàn chỉnh, Trương Huyền lần nữa xoắn suýt. Không phải hắn không muốn đột phá, mà là công pháp nhập hư cảnh còn không có triệt để đạt tới cấp bậc thiên đạo, coi như muốn tu luyện, cũng khó có thể nuốt xuống. Nơi này nhiều cao thủ như vậy, một chỗ thiếu hụt mà thôi, hẳn là rất dễ dàng gom góp. Mấy ngày nay trước đạt tới nhập hư cảnh đỉnh phong lại nói. Xoắn suýt một hồi, không nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu tiếp tục xem. Ngay sau đó nhìn thấy bầu trời lôi vân tích lũy càng ngày càng hùng hậu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn xuống. Lúc này, người trên diễn võ trường đều luống cuống, không người chiến đấu, từng cái bay ra phạm vi lôi đình, thận trọng nhìn qua, ngay cả đại trưởng lão cũng khuôn mặt tái mét lui ra ngoài. Lão sư, ta nên làm cái gì? Nhìn thấy lôi đình tích tụ càng lớn, Trương Cửu Tiêu cũng có chút luống cuống, nhịn không được truyền âm tới. Ngươi là thân truyền của ta, cái lôi kiếp này, phải tự mình vượt qua. Trương Huyền khoát tay áo. Những người khác, có thể giúp một tay, nhưng thân truyền, chắc chắn sẽ không ra tay. Lôi đình, tuy nguy hiểm, nhưng cũng là một loại khảo nghiệm đối với tu luyện giả, nếu như một mực sợ hãi, muốn lão sư che chở, còn phát triển thế nào? Làm sao mới có thể tiến bộ? Vâng. Thấy ánh mắt của lão sư kiên định, không có chút thảo luận nào, Trương Cửu Tiêu đành phải cắn răng, lần nữa nhìn sang bầu trời. Nghiêm ngặt dựa theo ta dạy cho ngươi, khẳng định có thể vượt qua lôi kiếp. Trương Huyền lần nữa bàn giao. Trước đó thời điểm ở trong huyết trì, không chỉ truyền thụ công pháp nhập hư cảnh tinh giản,
ngay cả làm sao chống lại kiếp số, cũng kỹ càng truyền thụ. Tuy là phương pháp độ kiếp của hắn, ngoại nhân không cách nào học tập, nhưng nhìn qua nhiều thư tịch như vậy, kinh nghiệm của tiền nhân, vẫn tổng kết không ít, biết làm sao xung kích, mới có thể tổn thương nhỏ nhất. Tốt! Biết hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân, hít sâu một hơi, Trương Cửu Tiêu hét lớn một tiếng, thẳng tắp vọt tới bầu trời. Từ lẻ loi một mình đi Thanh Nguyên đế quốc nhiều năm, chỉ nhằm chiếm được danh ngạch thánh tử điện khảo hạch, cũng có thể thấy được hắn đối với mình cũng là người tàn nhẫn. Giờ phút này, lão sư nên dạy đã dạy, nên truyền thụ cho truyền thụ, vậy liền dựa vào bản thân đi. Ầm ầm, Lôi Đình dường như bị khiêu chiến, cực kỳ tức giận, một đạo điện mang đường kính 7-8 mét bổ xuống. Hàm răng cắn chặt, Trương Cửu Tiêu tập trung lực lượng toàn thân, bỗng nhiên nghênh đón tiếp lấy. Ầm, lôi điện biến mất, Trương Cửu Tiêu nằm ở trên mặt đất, toàn thân cháy đen, thân thể không ngừng run rẩy, dường như bị trọng thương. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nắm đấm siết chặt, cố nén xúc động muốn xuất thủ, Trương Huyền quay đầu, không nhìn. Học sinh giống như hài tử, vừa mới bắt đầu cần tay truyền thụ, nhưng mà chân chính trưởng thành, liền cần hắn một mình đối mặt. Nếu không, một mực che ở dưới cánh, vĩnh viễn không cách nào bay lượn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đưa từng học sinh ra ngoài, để bọn hắn một mình đi sông, một mình phấn đấu. Cha mẹ thương con, sẽ tính sâu xa, lão sư yêu trò, cho thêm cơ hội trưởng thành. Hiện tại Trương Cửu Tiêu xung kích động hư cảnh, cũng đến thời điểm bản thân lựa chọn, xông qua, cá hóa thần long, xông không qua, hắn sẽ ra tay cứu người, nhưng đã không xứng làm học sinh của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 119.